lên gọi nè. Trời ơi, mày đi lẹ lẹ giùm tao ba đời ơi, mày đi lâu quá trời lâu vậy? Đâu được đâu anh hai. Hạ thủ bất quần, đụng một con là trộn một nước. Non cờ hay già cờ hay không là ở cái nước đi, đâu khơi khơi được. Đánh con nửa cờ à, mà mày uống chừng 10 ly nước rồi đó. Rồi đánh hết bàn cờ này chắc tới giờ nào mới xong, tới chiều hả? Từ từ, bây giờ nha. Con này không được, non cờ lắm. Đây đã... hở sườn liền. Rồi giao lại nha, bây giờ đụng con là chọn nước nha. Dạ đương nhiên rồi. Ừ. Đương nhiên rồi, quân tử mà. Bây giờ là chưa đụng nha. Có nghĩ đi mày. Ủa sao vậy anh hai? Quánh bàn cờ gì mà mày suy nghĩ chắc tới chiều mới xong bàn cờ này quá. Nãy giờ tao mất tiểu muốn chết luôn vậy. Sao anh hai không đi vậy anh chị? Ráng chờ bàn cờ này xong đi luôn nè. Mày chờ mày hoài cho sao tao chịu nổi. Vậy không ấy bây giờ anh hai đi rồi em ngồi em đợi. Thôi khỏi đợi đi. Sao hả? Tao đi lâu lắm á. Đi làm gì lâu? Thôi nghỉ đi, tao không có chơi nữa. Tính ra cây luôn vậy. À, điệu hổ ly sơn nè, đưa ngựa đây mình để ý bên đây, em thọc nách bên đây em chiếu quý nè. Con Hồng ơi. Dạ, có gì mà anh hai? Ủa đường dạo này xuống giá lắm hả? Cũng đâu có xuống giá đâu, sáng em mua cũng vậy à. Cũng vậy sao pha cà phê ngọt quá vậy? Ngọt lắm hả anh? Thì nó cũng ngọt lắm, giống như chè đậu đen vậy đó. Chết mồ rồi, chắc hồi nãy em pha 2 ly, mà cái ông khách kia, ổng uống hơi ngọt á, chắc em pha lộn á. Mối mang mà làm kiểu này chết rồi. Mấy... Em bỏ thêm cà phê cho anh cho nó bớt ngọt nha anh hai. Thôi. Ủa kiểu đó mất ngon. Điền đi. Thôi đừng giận em nha anh hai. Điền à. Lỡ con lần mà. Nghỉ uống thôi chứ giận hờn gì. Ngoài kia trời lất phất hạt mưa, mây con ve nhỏ cất tiếng kêu ngoài nhà diêm. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng bay trong gió, bao nỗi niềm riêng chồng chất giữa tim sâu. Tăng tăng ta nắng 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 ta đăng tăng tăng. Mỗi chiếc lá bàng rơi như con thuyền nhỏ trôi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bà Tư! Bà Tư! Chứ đứa nào chơi kì vậy? Đứa nào? Ông làm gì vậy? Tôi kêu bà cả chục tiếng vậy? Đang nghe cải lương mà. Vụ gì vậy? Cái nón tôi mang ở đó đâu rồi? À, nón nào? Bà nón ông hả? Ngoài hè, treo ngoài hè. Quỷ thần thiên địa ơi, cái nón tôi bà đem mà treo ngoài hè cho ma đậu quá hả? Không, giặt. Giặt phải phơi chứ, phơi khô phơi ngoài á. Nhưng mà giặt cũng phải đem để chỗ cũ cho người ta chứ. Chưa khô sao để chỗ cũ? Lần sau á, đồ tôi để đâu á, làm ơn làm phước để y đó cho tôi nha. Đừng giờ tới giờ lui. Bốn lần tôi cần tôi kiếm gần chết. Giặt cho không cảm ơn là lối ôm sộm. Khó quá trời quá đất. Nói cái cãi, 10 cái. Không bỏ một câu nào hết. Bà. Dép bị để vô hầy. Kệ tôi. Đừng đá động tới ba đồ của tôi nữa. Đồ đạc trong nhà, trong cửa, để đâu để đó. Ở không quá tối ngày. Dời tới dời lui. Kiếm riết phát quạo luôn à. La hét nói sao khó. Khó này khó nọ.
ổng la chịu nói không? Cái nói người ta vậy đó, tự nhiên đem đi giặt rồi đem máng ngoài hè. Ở một nhà riết chắc khùng quá, lội ra ngoài chút cho nó mát. Ủa đôi dép rồi bà Tư? Gì? Đôi dép đâu rồi? Giặt ơi, trời Phật ơi, ai sai ai mượn bà, tục láo không à. Tía, trời Phật ơi, cái gì vậy bảy? Dạ, có lái heo tới. Lái heo tới mày tiếp đi, kêu tao làm chi? Không phải, người ta muốn gặp tía thương lượng lại giá cả. Thương lượng cái gì? Thì tự con giải quyết đi. Lớn rồi chứ nhỏ nhất gì nữa đâu. Hở chút cái tía, hở chút tía. Không phải, tại người ta đưa giá thấp quá, không có hợp lý, nên con muốn để tía nói chuyện với người ta. Được giá thì bán, còn thấp quá để dành bằng thịt ăn. Dạ, vậy để con đi nói chuyện với người ta. Mai mốt thì chuyện gì tự giải quyết đi nghe, đừng làm phiền tao nữa hả? Dạ, biết rồi tía, tía đi. Sáng sớm rồi thấy không vui rồi. Má mới qua. Sao rồi? Dạ, tiền bán heo mà. Bán heo được giá không con? Dạ, kỳ kèo dữ lắm, mới được giá mình mong muốn. Ôi rồi tía bay đâu rồi? Dạ, ông ngoại kìa. Con mới vừa bị chửi xong. Hả? Sao chửi? Con nói tía, tía ơi đi trả giá heo giùm con đi. Cái tía nói, tự quyết định đi. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng kêu, cái gì cũng ghéo. Dạo này tía bay sao? Hỏi chút là cọc, hỏi chút là cọc à. Hôm qua má cũng bị chửi nè. Má cũng bị nữa hả? Ừ, chứ ông ngán ai không chửi. Tía ngày sau nóng tính dễ sợ luôn á nha. Thôi để mai má ra chợ mua nước mát về cho ông uống thử coi sao. Dạ. Ủa mà được không chứ má? Cũng hên xui thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nóng gì mà nóng quá trời, nóng như lò lửa vậy, ai chịu nổi. Nếu vậy má phải mua nhiều nhiều vô cho tía uống đi, như nó lửa luôn chứ không phải lò lửa nữa. Anh Hai Lúa dạo này sao anh khó tới sợ luôn. Hồi đó anh khó 1, bây giờ anh khó tới 10. Sao em nghe nói ha, mấy người ở lúc trẻ khó sao dễ, đâu thấy ảnh càng ngày càng khó hơn. Hôm bữa có ly cà phê vậy à, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn, mà cũng giận. Rồi bữa vô đâu thèm ghé uống cà phê gì đâu. Vậy luôn hả? Vậy. Không phải mình ơn cô đâu, tôi cũng vậy nè. Biết bao lâu nay anh có gọi cà phê cà pháo gì đâu, không gọi quánh cậu quánh kiết gì luôn. Bởi vậy mai mốt nói chuyện với ảnh cẩn thận để ý chút đi. Thôi ảnh làm lớn anh khó chịu, mình phận làm em út mình chịu khó là xong thôi. Thì bởi vậy chứ lại đây em bán cà phê cho, lúc nào cũng chịu khách chứ bộ. Mua bán lô mua bán chụm đầu châu mỏ nhiều chuyện gì đây? Anh Hai, anh hãy uống cà phê ha. Ủa nào tới giờ cô uống cái thứ khác đâu mà hỏi chi cho nó hao hơi tổn tướng vậy? Em pha liền. Gì vậy anh? Nhớ bỏ đường, pha chấm. Nhớ rồi, ít ít đường. Đừng quên chứ. Không dám đâu. Cười sao thấy nham nhở quá. Này gió mà khó quét dữ vậy trời. Quét cứ bay vậy sao quét. Coi kìa, khó quét luôn. Ủa ông sao vậy? Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Sao tôi thấy mệt trong người quá trời bà ơi. Vậy hả? Giờ thấy làm sao rồi? Chóng mặt, tim hiện đập nhanh nữa. Chết rồi. Khó kiểu, thở. Kiểu này chắc phải đi bác sĩ đâu ông ơi. Để tôi kêu bãi cò nó chở ông đi nha. Ngồi nghỉ tôi rót trà cho uống. Đã nói là không sao,
mà má con bà làm quá lên. Không sao cái gì, ông nghe bác sĩ nói sao, bây giờ sức khỏe của ông không có được như trước đâu, phải cẩn thận mới được. Tôi thấy trong người tôi khỏe re. Ông nhớ bác sĩ dặn ha, ông làm cái chuyện gì cũng đừng để ảnh hưởng tâm lý mình. Nhất là đừng có để mà bực bội, nóng nảy như vậy là không có tốt cho sức khỏe đâu. Ủa tôi có nóng vậy đâu, mà đó tới giờ tính tôi vậy mà. Có. Nhiều lúc bực bội thì cũng phải la lên, chứ đừng không la làng lên làm gì. Chuyện gì cũng vậy hết á, cứ bình tĩnh mình giải quyết. Mắc gì mà phải la làng, hở chút là la lên, hở chút là la lên. Phải biết kiềm chế, phải nén lại mới được. Lúc ta đang bực mình bà kêu kiềm chế, kiềm kiểu sao? Thì cái lúc mà ông bực mình á, ông nghĩ tới cái chuyện gì nó vui vui á, cho nó không có bị bực nữa. Có gì đâu mà vui. Ví dụ như là ông nghĩ tới tôi nè. Thím Hai, thím Hai. Gì vậy con? Dạ, chào thím Hai. Chào chú Hai. Gì không con? Dạ, má con kêu qua xin ớt. Chờ thím Hai chút nha. Ba mày chùm ăn ớt, thôi ta kiếm vài cái hột ớt là giải đi, nó mọc lên đó mà sưng ăn. Ai chảy cái đầu cho mày mà tự nhiên vậy hả? Có hai cọng rau y như con tôm càng nè hả? Gia đình đang ớt mà mặc đồ toàn dưa hấu không nè. Ớt nè con. Dạ. Nhiều đủ không? Thím Hai ra vườn hái thêm nghe. Dạ dạ đủ. Dạ con chào thím Hai về. Về đi con. Con này làm gì nó sợ tôi như sợ cọp vậy. Tự nhiên gặp cái tóc chạy. Tại cái mặt ông nhìn ngầu quá mà đứa nào không sợ. Tôi còn sợ. Ngầu gì đâu ngầu. Mặt tôi bình thường mà có ngầu gì đâu. Tôi nói bình thường còn đỡ. Ông mà khó chịu trong người một chút hen. Chàng ơi, tôi nói nhìn cái mặt hen. Nói tôi còn ớn óc chứ đừng nói mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con nít trong xóm này đứa nào nó không thích tôi đâu. Nghĩ con nhỏ này nó làm sao đâu. Ăn miếng đi. Không ăn đúng không? Không ăn má kêu ông Hai ra bắt bây giờ nè. Ông Hai, nó không chịu ăn nè ông Hai. Mày kêu ông khác ra hụt đó đi mày ơi. Vô tao làm gì? Ông cười. Anh Hai em lỡ đụng anh, em không thấy anh. Đâu có sao đâu, cô đâu cố ý đâu. Dạ, em cố ý. Thôi vô làm cà phê uống đi. Dạ dạ, uống như kỹ, ít đường hả anh? Đúng rồi, y như cũ, đường ít. Kỳ vậy ta. Ai cũng nói mình khó tính, ít cười. Thấy cũng bình thường. Cười gì cũng được nè. Má mới quà. Thấy con. Hình như con đổi thức ăn khác cho heo hả? Dạ đúng rồi má. Người ta nói cái loại này tốt lắm nên con thử. Trời ơi gan dữ. Tía bay mà không biết được ông rầy chết á. Nhưng mà ai cũng nói xài loại này tốt lắm. Tốt đâu thì má chưa thấy. Mà chuẩn bị á, dính hay cái lỗ tai lên nghe ông chửi nè. Ủa giờ tính sao giờ má? Thì ngay cái lúc ông chưa biết đây nè. Cái này đi đổi đi. Dạ ổi. Bye. Tía. Đổi thức ăn cho heo hả? Dạ. Nghe nói cái loại này mới á, nó tốt lắm tía. Tôi mới biểu nó đi đổi liền á. Tía, dạ, thôi để con đi đổi lại cho tía. Thôi khỏi. Hả? Thử coi sao. Nói thiệt hả? Bác sĩ có dặn, tính tình, bớt nóng nảy lại. Nóng quá, nó không có tốt cho sức khỏe. Nó dễ bị lên huyết áp, tim mạch.
Cái thứ hai nữa, bây giờ tôi là trụ cột trong gia đình, mà tôi không vui, tôi quạo thì cả nhà không vui. Bởi vì tôi đã nhận ra khi tôi quạo quọ thì mọi người đều xa lánh tôi. Tôi biết được cái đó. Thành thử tôi hứa với bà, từ là sắp tới tôi sẽ vui vẻ với gia đình, với bà con lối sống. Trời đất ơi, sao anh Hai Lúa dạo này tự nhiên cái ổng dễ tính thấy rõ luôn nha. Hôm bữa đụng ổng cái mình sợ muốn té xỉu luôn, mà ổng cười, trời ơi mình không dám tin. Vậy luôn hả cô? Ừ. Chú cũng vậy nè. Bữa nọ đó, chú Hai điện chú Ba là hẹn quýnh cờ uống trà. Mà trời ơi, coi như là cho ổng leo cây thang mỏ bò lắng bóng luôn á. Mà bước qua ông không có giận gì hết, ông cười, ông hỏi thăm cho nội thành phố khỏe không nữa. Trời ơi, chú Ba quýnh cờ mà chú Ba phân tâm, không biết là ông trở tướng lại lúc nào, hồi hộp muốn chết luôn đó. À, quên, bữa hôm mẹ còn đâu có tâm sự với con. Là hôm trước là chú Hai đi khám bác sĩ á, xong rồi bác sĩ khuyên chú Hai là lớn tuổi không có được nóng giận nhiều, không thôi là nó bị cao máu, lên huyết áp. Đúng rồi. Nhưng mà theo con để ý chú Hai á, con hiểu tính chú Hai thì chú Hai thay đổi, không có lầm lì lì mặt khó chịu vậy, đặng cho mọi người mà dễ gần hơn á. Chứ chú Hai cứ mặt nó hoài, con cũng không dám nói chuyện chú Hai, không dám kể chuyện gì nghe luôn á. Không phải vậy đâu con, tính nết một con người không thể một sớm một chiều mà thay đổi được vậy đâu. Vậy chứ sao? Theo chú Ba biết á, là cổ nhân có câu là nhất kiếp phân thân dạng kiếp bất phùng. Là sao chú Ba? Tức là cái người mà sắp theo cái diện đoàn tụ á là hay có đổi tính đổi nết lắm. Cái gì? Anh Hai tính chia tay sợ lá đi đi xuất cảnh hả? Ồ. Ủa vậy là chú Hai tính đi nước Mỹ hả chú Ba? Không phải nước Mỹ, nước muối á. Là sao? Là đi xuống dưới bán muối á. Chẳng bảy ba mà ông nghe ông chửi chết nữa, nên giờ ông đang vui cỡ nào chứ. Đúng rồi chú Ba ơi, chẳng qua chú Hai nhận ra một điều, thay đổi gì mọi người cho bà con người ta vui vẻ vậy mà. Nói cũng đúng thôi, chứ ví dụ gặp cái người mà ta thoải mái, ta vui vẻ, mình nói chuyện mình cũng thấy nó vui phải không, mình thấy nó cũng nó không có gì áp lực. Còn cái người mà lúc nào cũng lầm lì lì á, mặt không nở nụ cười thì á, nhìn thấy khó chịu, không muốn nói chuyện. Đúng xa rồi. Đi. Đúng rồi, mấy bữa mặt chú Hai hầm hầm, con có chuyện quá trời luôn mà đâu dám kể đâu. Còn gì nữa? Mới thừa lòng mà hai người thương không dữ hả? Gì? Chú nói chơi vậy thôi, chứ ổng mà có trăm tuổi già đó, tao mừng từng chung với ổng đó. Chỉ mong á là ổng đổi tính đôi nết, ổng hiền vậy nè, cho đến già luôn là sẽ lấy mình vui biết chừng nào con ha. Đúng rồi. Mày đợi hả? Rảnh không mày? Dạ rảnh. Qua đánh cờ chơi. Ta chuẩn bị cờ nha, trà, bánh mứt đàng hoàng nha. Lẹ. Nói chuyện ai hả? Rủ ông bà đời qua đánh cờ chơi thì tôi chỉ có điện thoại cho ông bà đời với Tư Ếch rồi đánh cờ với điện ai. Có sao không? Sao đâu, hỏi vậy thôi mà. Rảnh không? Chi? Chấm bình trà uống rồi. Có cần chuẩn bị bánh mứt gì không, tôi lấy luôn. Tùy lòng hảo tâm. Đậm đậm chút nha. Nói qua liền. Ngồi chờ nó muốn mục xương thì chứ. Thì vô đây coi mày làm gì vậy? Anh Hai nhẹ nhàng tình cảm thôi, anh Hai đừng có nặng lời. Nó giục nút ve ve đó. Mày nói mày qua liền, tao ngồi đó tao chờ mày, tao uống nãy giờ hai bình trà rồi đó. Số là vậy nè, có hẹn với anh Hai gà qué heo cuối sông Sài. Trời đất ơi, trên đường đi ông rượt em quýt điếu hết trơn luôn, chạy bún cũng tay chân luôn nè. Ai rượt mày? Thì cái ông mà rượt mà không chạy là không xong đó. Mày biết tao tháo rượt hả? Tao ổng đó, anh mới nhắc gì cứ im im lại nữa nè. Bớt chưa? Nó hơi kềm, hơi dằn xuống rồi. Mình nhẹ nhẹ thôi nha. Đánh cờ được không? Trời ơi, em đánh cờ bằng cái trí tuệ với bằng cái tay chứ đâu có đánh khúc dưới đâu. Không sao. Chiếu đỡ nổi không? Mà té đó. Chiếu phải không? Ờ. Để mới chống xỉ cái nè. Xỉ đi. Không chưa? Rồi chiếu đi. Chiếu mày nè. Cái gì vậy? Em mới bước vô chưa đụng bằng cờ sao anh chiếu phá đầu được ta?
Trong thời gian chờ mày nãy giờ tao đánh giùm mày mấy nước rồi đó. Trời ơi, gạn tỉnh nó ghê rồi chứ. Này ngon lắm. Từ từ. Ê, vậy gì hết hồn vậy? Phải giặt đồ cái kiểu gì vậy nè? Giặt chung với đồ ai? Bay màu, nó leo qua cái áo tôi tùm lum nè. Bà làm ăn gì bà coi được không? Thấy gì đâu. Đây nè. Ý chết. Trời ơi, cái áo tôi mới mua. Rồi giặt chung mà nó ra màu tôi không hay. Bà làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Không, này cũng có chút xíu, đâu có nhiều đâu. Chút xíu cái gì? Một bệt gì mà chút xíu hả? Thì để mai tôi tẩy cho. Tẩy liền bây giờ nè, không có mai mốt gì hết á. Chị ngu, mà vũ trời. Thì để tôi tẩy. Ôi mà sao nóng quá vậy? Bác sĩ dặn rồi nhớ không? Nhớ, nhớ cái câu bác sĩ dặn đó. Mới dặn từ hôm qua tới nay đó. Bao nhiêu chuyện dồn dập, thần tiên cũng nổi điên chứ đừng nói chi hay lúa. Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa đổ chờ ướp đổ trên nguồn. cái gì vậy cỏ? Chú ba, con làm gì con chạy như bay vậy cỏ? Con về đổi phân. Đổi phân gì? Dạ phân bón. Con đổi phân rồi. Con định qua nói má không biết. Cái bây giờ con phải chạy về đổi lại. Ủa là sao? Đổi rồi rồi đổi lại là sao không hiểu? Ủa chú ba hả? Thì chú ba đời con tưởng đâu mọi chuyện trên đời này chú thông hết mà. Sao giờ chú hỏi con? Trời đất ơi, chú có ba đời chú phải 10 đời rồi mà hiểu hết. Có khi có câu chuyện với nó nằm trong cái 7 đời đó. Hiểu không? Dễ xích rõ hơn coi. Dạ, tức là tiến trở lại rồi. Cái này điếc luôn nè. Là còn có 2 đời thôi đó. Khó hơn hồi nãy nữa. Mày nói người ta còn có đời rồi tao lụm mày luôn nha. Là tiến khó đánh trở lại rồi. Trời ơi, bây giờ chết chú rồi nè. Ơi chú ba, bây giờ nó lây rồi nè. Cái gì mà cái liên quan gì tới chú? Cái rối của mày nó lây qua tao rồi nè. Là bắt đầu con không hiểu nè. Không hiểu phải không? Chú giải thích nè. Tối qua ông già tía mày á, dạ, điện cho tao. Nói sáng nay anh em mình quánh ván cờ lúc 7 giờ. Dạ. Tao tưởng ông tính cũ, tao tưởng ông chưa trở lại. Chú thông cho ông ăn lạc, sáng nay tao tắm cho thím ba bay. Ủa? Ghê vậy? Sáng nay chú tắm heo cho thím ba. Rồi chú cho gà thím ba ăn. Cho gà, rồi chú mới tèn tèn ra ngoài Diễm Hồng uống ly cà phê. Bây giờ là... Wow. Bây giờ 10 giờ. Đó, chết chưa? Bây giờ đi lánh nạn trốn ông đi. Con cũng phải về đổi phân trốn ông đi nha. Dạ. Bảo vệ tính mạng mà nghe. Dạ dạ. Chúc chú bình an nha. Bình an ông nội sao cho bình an. Trễ 3 tiếng hồ bình an gì. Bây giờ cái chỗ này chắc lỗi xong về. Xong đâu rồi lỗi. Chứ mình bộ đồ này trốn ở đâu không thấy chứ hiểu không? Dạ dạ. Lẹ lẹ đó đi. Ủa? Tí mình chứ đâu phải tí chú ba đâu mà. Sao chú ba sợ dữ vậy ta? Bà thứ hai, thứ ba, muốn chuyển nghề qua làm thầy bói hồi nào vậy anh Xuân? Không có anh. Không có sao ngồi cứ bấm đốt ngón tay hoài á? Tao nói đang ngồi nhớ tính lại thử coi con nhái á, nó mang bầu bao nhiêu tháng rồi, chừng nào nó đẻ. Bữa nay bao nhiêu tháng rồi? Anh đợi tôi xíu. Ra chưa? Đợi. Alo, cò hả? Tía nè. Tía hỏi cái coi, nhái nàng mang bầu hôm nay mấy tháng rồi hả cò? Vậy hả? Tía biết rồi. Thôi nghe. Ra chưa? 7 tháng rồi anh Xuân. Ủa thầy Tư bấm tay nãy giờ gần nửa buổi. Tự nhiên hỏi thầy Tư được mấy tháng rồi thầy Tư điện thoại qua thầy cò cũng như không. Bị sao không? Tôi nhớ mang máng gì đó mà tôi bấm tôi tính hoài mà đâu có ra. Cho nên gọi điện thoại hỏi cho chắc ăn. Chứ không. Dạ. Anh. Em đi chợ nha. Để anh chở em đi chợ. Thôi khỏi. Anh ở nhà tưới cây đi. Rồi sẵn coi nhà luôn. Nhà thì đóng cửa. Giờ bụng em bự rồi. Đi nặng nề thấy mồ. Nặng nề gì không biết nữa.
Em đi rồi sáng em tập thể dục luôn. Tập thể dục thì đi ngắn ngắn thôi, chợ xa tập cái gì em. Thôi để anh chở em đi. Xa gì mà xa, từ đây ra chợ có mấy bước chân à. Với lại má dặn rồi, đi nhiều á cho dễ đẻ. Vậy em đi từ từ thôi nha. À mà khoan, có đem theo điện thoại không á? Có luôn. Rồi đi. Hay là em điện thoại cho má rồi em với má đi chợ chung, có gì má phụ em. Má đi chợ từ sớm rồi, với lại lanh quanh trong xóm không à. Lỡ mà em có chuyện gì thì bà con sẽ giúp em, anh đừng lo. Vậy có gì điện thoại anh nha. Ừ. Anh nè, hôm nay anh thích ăn món gì vậy? Cải chè chiên với mắm gừng. Thôi, món khác đi. Vậy thì canh chua cá hú. Thôi mình ăn sườn non kho tiêu nha. Vậy em hỏi anh chị, hỏi thử coi có trùng ý kiến với em không. Thôi em đi chợ nha. Đi từ từ thôi nghe. Ừ. Có gì điện thoại anh. Biết rồi. Ai giống nhá gì ta? Ủa nhái. Ủa tía. Ủa tôi đi chợ gì hả? Dạ. Trời đất ơi, sao sách nặng vậy mà không kêu bảy cò nó chở con. Dạ hồi nãy anh đòi chở con đó chứ. Bà con kêu thôi để con đi bộ, đặng mời mốt á đẻ cho dễ. Nhưng mà con sách nặng vậy là đi bộ không có nổi đâu nghe. Sao mà không nổi, đi nhìn vậy thôi chứ con á còn khỏe ù ù đây nè. Thôi mệt không, được tôi xách cho, tôi ù về nhà cái xách xe ra chở con về. Thôi khỏi, con làm được mà. Không tin á thì con chạy ra cho tía con chứ. Thôi làm ơn giùm cái đi con nương ơi. Sắp sinh rồi đừng có giỡn ngươi được đâu nghe con. Con giỡn với tía mà. Nè, bình đó đang nôn dữ lắm đó. Sắp tới ngày sinh rồi, chán kỹ kỹ nghe con. Dạ. Ừ, thôi tía con mình về nè, để tôi xách. Ôi xách nặng gì mà cứ hống, định để cho nó chở về à. Đi, con đi. Con xách được mà. Ừ. Trời đất ơi, này bà làm gì? Ta đang ăn uống mà bà quét lên đầu lên cổ vậy? Sao? Ông sao ngộ? Bụi bặm thì có quét chứ sao? Ông nói còn quét rồi, bà kiếm chuyện đúng không? Tôi á, tôi bận biết bao nhiêu công chuyện, không có rảnh đâu mà để đi kiếm chuyện với ông. Làm xong chuyện nhà rồi còn đi qua nhà vợ chồng hai nhái nữa nè. Ủa bà anh chị? Bị tôi có mua cho tụi nó mớ đồ, thành ra định đem qua cho vợ chồng nó nè. Nè, bà nhắc tôi mới nhớ nha. Lúc này cái bụng con nhái nó bự rồi, mà nó tham công tiếc việc quá đi, làm chuyện nặng không à. Qua bển rồi nhắc nó nghe chưa. Ông khéo lo xa quá. Sao không lo? Hồi đó đó, tôi có bầu con nhái á, cái bụng tôi chình ình 7-8 tháng rồi, mà tôi còn lội ra ruộng được nữa mà. Với lại tôi nói ông nghe nè, mình đi nhiều á, làm nhiều nữa nó sẽ dễ đẻ. Bà đi sao bị nhái, bà đó mà mạnh như trâu vậy. Xin lỗi, ý tôi nói đó bà khỏe hơn nó, còn nhái con gái mình nó yếu đuối lắm, bà hiểu không? Anh, mấy việc nặng nhọc này để anh quét cho. Làm em hết hồn mà, thiệt tình luôn á. Chứ gì nữa, nặng nhọc để anh làm cho. Em phải làm, bác sĩ dặn rồi, mình phải lao động giống vậy nè, đặng bụng nó dễ đẻ. Thấy bác sĩ nói vậy luôn hả? Nếu bác sĩ nói thì anh không dám cãi, mà em quét thôi nha. Còn hốt để anh làm, như quăng rác là để anh nha. Biết rồi. Chán ông quá ông ơi. Làm gì vậy? Thì việc ai nấy làm, anh làm gì kệ anh, em quét lo quét đi. Mệt ghê.
mệt lắm không? Để anh mách xa dài cho nghe. Quét có cái sân à, mệt cái gì cũng biết nữa. Thì kệ anh đi. Nhức đầu không? Nói anh làm cho. Đau. Mệt tay quá không? Thôi được rồi. Ủa anh, cái remote TV đâu rồi? À, để anh lấy cho, muốn coi cái gì? À không được, đừng coi TV, mình nghe nhạc đi. Nghe nhạc thì con nó mới tốt. Nghe gì vậy? Người ta nói nghe nhạc này nè, là em bé nó phát triển thông minh lắm. Ông cho em nghe thử coi. À, để dưới, để cho con nghe chứ. Thôi, bài này có đâu có hay lắm đâu anh. Hay. Bài khác đi. Hồi bữa em có nghe cái bài gì này hay lắm nè nè. Hay lắm hả? Ừ. Bài gì vậy? Cái bài, để em nhớ coi. Bài gì vậy? Cái bài, để mình nói cho mà nghe. Ờ. Trời ơi trời. Dạ. Sao tự nhiên giật bẻ ta? Dạ. Nhá hả? Nhá ơi. Ủa? Anh Tèo. Dạ. Chân Tèo sao vậy? Đang đi tự nhiên bị giọt bẻ, đau quá trời quá đất. Đưa đi em coi coi. Chắc bóp bóp một hồi nó hết à. Đi đứng cẩn thận chứ anh Tèo. Lâu quá không đi bộ vậy mà. Em đâu ạ? Em đem quýt qua cho tía má chồng em. Quýt bãi cọ chồng cắt rồi đó hả? Ừ thì mới hái nè, mới đem qua cho tía. Cho con trai anh thử coi. Lấy đi. Lấy gì rồi lấy. Ừ. Thấy thấy quýt em dạo này ngon không? Thơm quá nè, không biết ngọt không nữa. Thì ăn thử coi ngọt không. Sao? Ăn ngọt không? Ngọt ngọt ngọt. Ủa? Mà anh Tèo đâu vậy? Anh đi mua đồ. Sao không đi xe mà đi bộ chứ vậy? Thôi, gần xịt ra. Đi bộ tập thể dục. Với lại đợi tung xăng. Mày đặt giờ này tiết kiệm dữ ha. Chứ làm sao? Người em kìa. Hả? Sao không kêu bấy cò chở hay gì? Đi bộ gì mà đi lẹ dữ vậy? Thì em đi từ từ chứ bộ. Bởi vì anh Tèo đi chậm á. Chậm đâu chậm. Em á, bầu bì đi mà te gẹt à. Te gẹt hồi nào. Anh cứ vậy. Mà thôi, em đi đem quýt cho tía má đã. Anh Tèo đi đâu thì đi đi. Ừ, đi từ từ hơn nha. Ừ. Ê, xin ông. Cho một trái nữa. Biết chứ. Hai trái luôn. Rồi đi, đi từ từ hơn nha. Ừ. Còn cái chân cẩn thận nha. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi. Nóng quá. Mới chế. Ngon. Ủa trời đất ơi con. Trời Phật ơi. Trời ơi. Chết rồi. Trời ơi, bầu bì mà sắp sắp nặng vậy. Đưa đây má. Đưa đây. Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Gì hả? Ôi trời ơi. Dạ, mấy trái cam, trái quýt con mới hái được nhà tí má. Ngồi xuống đây. Rồi con Bảy đâu mà nó không xách qua mà nó bắt con xách vậy? Anh không có bắt con. Con lén á, con đem cho tí má. Nè, nghe má dặn. Bầu bì như vậy á, mai mốt không có bưng giác gì hết nghe không? Dạ, nó không nặng đâu má. Không nặng cũng không được xách. Có bầu có bì, không có làm gì hết á, đi đứng cũng phải cẩn thận, biết không? Má nói nghe, mình có bầu, nhất là 3 tháng đầu với lại 3 tháng cuối á, nó quan trọng lắm, con phải cẩn thận mới được. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà má, con ở không hoài, con đâu có quen đâu. Không quen cũng phải tập cho nó quen. Mai mốt sanh đẻ rồi đó, cứng cáp rồi, muốn làm gì thì làm. Tía má nói nghe đi, đừng có cãi nữa. Má hỏi nè, thằng Bảy đâu? Dạ, anh nói chút nữa anh qua má. Ừ, má cũng đang chờ nó nè. Chờ nó qua đằng nhờ nó hái mấy trái dừa đằng lấy nước kho cá. Để con hái cho. Trời đất, cái gì? Trời Phật ơi. Bầu bị gì mà đòi leo dừa hái dừa đó hả? Mới dạ cái đọp đó quên rồi hả? Dạ con quên. Trời đất ơi. Mệt biết. Chết rồi. Chết thiệt rồi. Cái gì vậy anh Tèo? Kêu em ra uống cà phê đã, không ngồi nói chuyện gì, ngồi chết chết hoài vậy. Nè mày coi nè, tao bị mất cái bụng 6 múi rồi. Ồ, nào giờ có 6 múi luôn hả? Thì
Nói vậy đó, nhưng mà không có sáu muối nó cũng săn chắc chứ bộ mày. Mày coi nè, giờ nó bự nó mập một lớp mỡ luôn nè, không quá à. Làm gì có. Thiệt, mập thiệt chứ bộ nè. Có đâu. Tao mấy nay tao chạy xe ôm, khách ngồi sau mà ôm tao hả? Khách nói là bụng tao bụng bự rồi, bụng bia rồi. Ủa, chạy xe ôm là khách rồi ngồi phải ôm hả? Không phải không ấy. Thì cái khúc ôm thì tao nói thêm thôi. Nhưng mà tao cũng bị mấy người chê tao mập rồi mày. Ôi nó quá anh ơi. Anh á mà đem đi quay nha là chưa chắc ra được 100 gram mỡ. Thiệt không? Thiệt. Không mập thiệt hả? Không. Kỳ ta. Sao tao thấy trong người mấy nay đi đứng cũng nặng nề lắm nha. Mệt mỏi trong người quể quải lắm, khó chịu lắm. Vậy anh chịu khó anh tập thể dục đi. À đúng rồi. Chắc là tại ít tập thể dục á. Mười mốt tao phải tập thể dục nhiều hơn để lấy lại body sáu múi, mi nhon, dốc dáng săn chắc của tao mới được. Rồi, với lại nữa là bớt nhậu giùm cái đi. Nhậu nào? Tao bỏ lâu rồi mày. Mới chiều qua anh với ba lít làm gì ngoài bờ sông? Em thấy chứ bộ. Ủa thấy hả? Sao không thấy? Thì tại hôm qua ba lít nó đem mớ tôm qua nướng muối ớt rồi, không lẽ không làm xương xương vài ly vậy ủ mồi sao? Nhậu cũng không ngủ. Ê mày, mà công nhận nha, tao mới có mập lên chút đỉnh gì hả mà thấy mệt mỏi trong người rồi. Mà nể mấy chị em phụ nữ thiệt. Nể mấy chị em phụ nữ vụ gì? Thì mấy chị em mà có bầu đó, mang cái bụng chà bá gì nè, mấy kilo mà suốt 9 tháng 10 ngày luôn á. Thấy gì? Em thấy tội còn chết luôn á. Nếu mà em nha, em mang bầu giùm vợ em được á, em cũng mang luôn á. Đúng rồi. Mày không nghe người ta nói nha. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi đẻ mồ côi một mình á. Biết thì nói, không biết thì thôi anh Tèo ơi. Nói bậy bạ, nghe mang nhục luôn. Đúng sao? Người ta là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Thì nói đại vậy mà, nói đi diễn tả cái sự tội nghiệp của người phụ nữ mà đi đẻ. Bởi vậy em thương vợ em lắm. Ừ, đúng rồi đó. Nói gì nói, tao kết vợ mày á. Gì vậy anh Tèo? Anh nói chuyện gì vậy? Không phải, ý kết là tao nể nó mang cái bụng bầu chà bá này nè, mà nó đi te gẹt, làm công chuyện ào ào luôn, không có biết mệt mỏi gì luôn á. Ăn nấu đàng hoàng giùm em cái đi. Tự nhiên vợ bạn kết vợ bạn. Không phải, ý là nể á, nể á. Rồi vợ em nó chịu, nó làm suốt rồi mà nó không chịu nghỉ. Thương lắm. Tao nói mày nghe, mày là có phước á, mày phải biết hưởng nha. Nó gặp người ta vợ mà có bầu ha, nó nhõng nhẽo nó hành cho mày chết luôn á. Chứ sao? Con ông hay lúa mà. Trời. Ăn miếng trứng à, cho ăn cơm không nè. Em năm nay á, quýt trúng mùa nên bán được giá lắm em. Bà cũng công nhận thiệt. Quýt nhà mình năm nay á, ngọt như đường vậy. Tao nói đầu trên xóm dưới ai ăn cũng khen tấm tắc hết á. Chứ sao, anh có kinh nghiệm rồi, cho nên anh chăm sóc kỹ lắm. Coi như đứa con này của mình á, chưa sinh ra mà đã thấy nó may mắn rồi anh ha. Năm nay á là năm Tý, con mình ra đời á, tức là chuột xa hữu nếp. Em sao vậy? Anh ơi, cái bụng của em. Đau, em đau bụng hả? Nó không đau mà nó cứ tức sao á. Vậy là muốn đẻ hả? Chưa có tới ngày. Giờ sao vậy? Giờ sao anh? Đau quá. Mở cái bụng lại, mở lại. Trời ơi, con. Nó lọt rồi nè, nó sắp lọt rồi nè. Quay. Tại chiếc máy trở lên bệnh viện có hay. Dạ con, nắm đầu nó lại được. Đánh sao? Đánh lại đi. Đánh chân nè. Ông Tư đâu rồi? Tôi nè. Người tôi lù đấy, em thấy sao la âm sùm. Ông Tư ơi, con nhái. Nhái sao? Nó
vô nhà Bảo Xanh rồi. Gì vậy? Vô tới ngày xanh mới vô nhà Bảo Xanh làm cái gì? Thì thôi, để tôi vô tôi lấy đồ vô trỏng còn sao. Nhanh đi. Trời đất ơi, sao kỳ vậy ta? Làm gì mà xách cái vỏ đồ quá trời, đem nguyên tủ quần áo luôn hả? Ông thì biết cái gì? Thấy con nhái mà nó xanh á là phải ở trỏng cả tuần. Thành ra tôi đem đồ để tôi mặc cho đủ một tuần. Tôi trỏng là chỗ đồ giặt. Ai nói với ông là tôi giặt ở trỏng? Chứ sao? Mỗi ngày ông vô á lấy về giặt cho tôi. Thôi cái chuyện đó từ từ tính sau đi. Bây giờ lo cho con cháu tôi trước nè. Thôi nhanh đi. Ôi, cũng quán hết trơn tội vậy. Sao bà? Ôi trời ơi. Sao rồi? May quá ông ơi. Không sao rồi. Vậy đó hả? Trời ơi, mừng quá trời. Ờ. Bác sĩ ta nói sao hả? Bác sĩ nói á là nó có hiện tượng á là sanh sớm. Mà cũng may á là mình đưa vô kịp, rồi chích thuốc giữ lại được rồi. Mừng quá trời quá đất. Rồi bác sĩ ta có nói tại sao mà sanh sớm không? Bác sĩ nói là tại vì là con nhái nó đi lại nhiều quá. Đúng rồi, con dâu của bà mỗi lần nó đi á còn hơn người ta xông pha ra ngoài tiền tuyến nữa. Ta xông pha ra tiền tuyến á cũng không có đi nhanh bằng nó đâu. Trời Phật ơi, nó vậy mà bữa hổm á thấy không, còn đôi léo dừa đó. Thôi vì sao giờ mọi chuyện nó cũng ổn rồi, tôi mừng quá. Hồi để tôi đốt nhang cho ông bà. Hồi nãy tôi ngồi trọng á, trời ơi, tôi lo quá, tôi ngồi tôi khấn dữ lắm luôn á. Thôi nhang đèn gì? Đi chợ mua trái cây về cúng luôn. Ờ đúng rồi, mua trái cây về cúng luôn chứ. Rồi nói trong bệnh viện chừng nào mới về? Thì phải thư thư mới về được chứ. Phải theo dõi chừng nào ổn định, chắc chắn yên tâm rồi mới về được. Rồi bác sĩ người ta có dặn sao không? Bác sĩ nói có bầu là phải đi chậm lại. Đó, không có được đi nhanh. Làm cái gì cũng phải từ từ thôi. Khi mà nó về rồi đó là phải á, không có cho nó làm gì hết, nằm chỗ dưỡng thai thôi. Đó, bà làm ơn làm phước thì nó về đó, bà dặn nó cho kỹ giùm tôi một cái. Còn nó cãi hả? Để dây chói lại thì nó sanh xong mới thả ra. Ông này, con gái người ta làm như đòn bánh tét vậy, chói cột. Cô gái ai con chứ? Cháu nội tôi chồng á, tôi phải giữ chứ. Biết rồi. Mấy đứa này á, nói ngon nói ngọt, nó không có nghe đâu. Phải dùng kỹ lực thép vậy đó, nó mới sợ. Biết rồi, tôi đi chợ nghe. Cô đi lẹ lẹ về giùm tôi cái nghe. Biết rồi, lấy cái vỏ đi liền giờ. Nhiệt tình, hú hồn, hú vía. Bà đó, từ nay đó không có gì đừng có gọi. Hỏi cái gọi à. Làm nhỏ đi qua đi lại qua lại, cho nên nó mới xảy ra cái sự vậy đó. Ủa, vậy chứ hôm qua ai gọi nó qua đây để cho cá khô rượm kia nữa? Rồi ai gọi qua đây cho tiền mua áo bầu? Giờ ông trách tôi là sao? Thôi khỏi thì gì hết á. Bắt đầu kể từ hôm nay, tôi và ông á có chuyện gì á thì mình cũng phải chạy qua bển, không có cho nó đi nữa. Ừ, biết rồi. Ăn đi. Thôi đưa vậy thôi, đưa em tự ăn. Thôi để đút cho. Em tự cầm được. Thôi để em đút cho mà. Anh này thiệt á, bác sĩ nói là em không được đi nhiều, chứ có kêu là em không sử dụng được tay đâu. Mà anh cứ đút em ăn hoài à. Cử luôn cho chắc em à, ngoan. Ôi, anh làm vậy em có nghĩ em là người thực vật không? Thôi em gán đi, chừng 10 bữa nửa tháng để cho thai nó ổn định lại. Mà lần đầu tiên em nghe là đi nhiều là dễ xảy thai luôn á. Chính vì không biết mới xảy ra vậy. Gán đi, đẻ xong á em muốn đi đâu thì đi. Thiệt hả? Thiệt. Là
em đi chơi, anh ở nhà canh con nha. Con anh mà. Nếu mà anh giữ không nổi thì có ông bà nội, ông bà ngoại lo gì. Mà tính ra mình có phước thiệt. Ông bà nội, bà ngoại đều thương con, thương cháu. Ê, vậy thì lúc đó mình tranh thủ kiếm thêm đứa nữa đi. Má. Dạ, tí má mới qua. Má ngồi đi má. Con. Sao con? Con ơi. Thấy trong người sao? Má yên tâm, con không sao hết á. Con khỏe ù à. Trời ơi, mày ráng nghỉ ngơi rồi chưa? Mày làm á, tụi muốn lên tầng sông cho bay luôn hả? Trời ơi, con là muốn tuột máu luôn á. Thôi anh, em không ăn đâu. Em mới ăn có muỗng à. Ngán lắm, ăn hoài rồi. Trời, em phải ăn nhiều mới bổ chứ. Mới ăn có muỗng à. Vậy thì ăn một muỗng nữa thôi nha. Một muỗng thôi. Một muỗng rồi đó. Rồi thêm muỗng nữa nè. Nãy kêu có muỗng à. Thì muỗng đó thôi, giờ muỗng nữa thì sao. Con á, có phước lắm đó nghe. Nó gặp được thằng Bảy Cò, nó lo cho con kỹ mà chu đáo ghê không. Chỉ đúng cháu thôi, có gì đâu mà kỹ chứ không kỹ. Chuyện dễ ợt, ai làm được. Vậy mà tôi ước đó. Ước gì? Ước đẻ nữa hả? Ai, tèo sửa xe đẹp trai quá chừng. Ai, tèo đẹp trai mà mang dép lào. Ào. Ê, con nghe nè má. Má sắp về hả? Dạ. Mày ơi, mày ơi. Cái gì mà kêu réo sùm ở nhà ngoại đi chợ nghe. Ngoại. Má mới điện. Má nói hài lòng tháng này má gì á. Vui thiệt đó. Cả năm nay rồi má bay đâu có gì à. Tết nó cũng không gì à. Nó cứ lo mắc mần cho người ta để kiếm tiền không à. Để bà ngoại chạy ra chợ sẵn có con bé ăn á, rồi ngoại báo cho nó biết cho nó mừng nghe. Dạ. Tao đi đây. Dạ. Vậy sớm rồi ngoại. Alo, gạo. Má anh chuẩn bị về qua coi mắt em á. Thôi. Không có giảm cân gì chừng á. Vậy đẹp rồi. Quan trọng là em biết nấu ăn là cái gì má anh cũng chịu chừng á. Thì anh gọi anh báo cho em hay, em chuẩn bị tâm lý tinh thần vậy mà. Làm gì làm đi nha. Ê, rồi cái vụ tiền cưới á, là mày lo hay là má mày lo? Mày nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mày cưới vợ mà để cho má lo? Mày phải tự lo chứ, lớn rồi. Với lại năm nay tao mừng ăn lên như diều gặp gió, làm 2-3 cái đám cưới, cưới 4 làm con vợ cũng được luôn mày. Rồi, được á, ruột của tôi. Trời. Hả? Hôi ruột. Ủa, sao quản quá vậy? Không đi làm mà ngồi uống cà phê rồi cự lộn vậy? Cự xong rồi đi nè. Sao mày cũng quẩn vậy? Có đâu. Tự nhiên vợ em thèm sản, kêu uống cà phê với trứng. Nhìn đi. Gì? Nhìn kỹ vô. Nhìn gì? Tấm gương phản chiếu của mày đó. Gương gì? Lấy vợ khổ. Trời, nghĩ sao vậy? Năm gạo của tao dễ thương tốt tính, không bao giờ mà có vụ đòi hỏi như hay. Ê, anh nói vậy là sao anh Tèo? Không phải, ý là mỗi người mỗi tính á, năm gạo nó không có đòi này kia đâu. Vấn đề là tao phải gom đủ tiền, thiệt là nhiều tiền để làm cái đám cưới bự bự nè. Ui, tưởng chuyện gì? Chứ thời buổi bây giờ á, đám cưới cũng cần tiền nhiều. Sao kỳ vậy? Nhà hàng cho thiếu, biết sao không? Anh đãi tiệc đi, cái lúc đó khách lợi á, anh lấy tiền đám cưới á, tiền mừng á, anh trả cho nhà hàng. Vậy luôn hả? Ừ. Hèn chi, mấy bữa nay thiệp mời quá trời luôn. Mối tôm mối cua không à, đi muốn chết luôn. Dạ. Bởi vậy tôi nói bây giờ mấy nhà hàng tạo điều kiện cho những đôi nguyên ương. Tưởng đâu khó, chứ cái này dễ ợt. Về tao cưới vợ liền tay mới được. Dạ đúng rồi, mình không cần tiền nhiều, chỉ cần tiền sắm lễ vật với tiền vàng vọng, tiền vài triệu chứ nhiêu. Trời, tưởng gì, mấy đó anh Tèo mày lo được. Dạ đúng rồi, người ta có câu nha, cưới vợ là phải cưới liền tay. Ừ,
để lâu ngày thằng bạn nó dèm pha. Mua vào bán ra, số trên lệch dữ vậy trời. Giảm đi, giảm miếng đi. Eo ngoại, bay coi gì mà chăm chú lãm nhảm miệng vậy? Con đang coi giá vàng á ngoại. Canh giá vàng đằng chi vậy? Thì sắm vàng cưới vợ ngoại. Mèn ơi, tưởng chuyện gì? Chuyện đó con khỏi có lo. Sao vậy? Ngoại lo cho con hết rồi. Ngoại chuẩn bị vàng cho con cưới vợ hả? Ừ. Theo ngoại vô đây. Thiệt ngoại? Ừ, vô đây. Vô đây với ngoại. Con ngồi đây chờ đi. Chờ ngoại chút. Ra liền. Thiệt hả ta? Quay làm có hồi hộp của ngoại. Nè, ngoại chuẩn bị hết trơn cho con rồi đây nè. Để khi con lấy vợ là khỏi lo nữa. Đầy đủ luôn hả ngoại? Ừ. Đây, đây, cùng mở cho. Đưa đây, ngoại mở cho để nó rớt. Thấy không? Vàng đủ tuổi đó. Hết rồi hả ngoài? Con nhiêu đây hả? Ủa? Chứ nhiêu đó? Không đủ hả con? Trời ngoại ơi, nhiêu đây thì sao đủ làm sính lễ? Chứ nhiêu mới đủ. Không sao đâu ngoại. Ngoại yên tâm đi. Con đã chuẩn bị hết rồi. Nãy giờ con đang canh vàng mà hạ giá cái, con chạy đi mua vàng về cưới vợ liền. Nói vậy bay chuẩn bị đủ tiền rồi hen? Dạ chắc đủ á. Ừ, lấy vợ tốn kém dữ hen. Chứ không sao ngoại, mình phải đi đầy đủ sính lễ cho người ta chứ. Con tính con đi sắm là một con dây chuyền nè. Ừ. Một lá bông nè. Ừ. Với nhẫn nè. Ừ. Mà nhẫn ngoại cho rồi, khỏi đúng mua rồi. Khỏi mua đỡ tốn. Ừ. Chú hai, chú hai. Chú hai ơi, chú hai, tìm ai? Teo, ngồi đi con. Dạ, có chuyện gì chú kêu con qua gấp vậy? Thì cũng có chuyện quan trọng người ta mới mời mày qua đây. Chứ không có chuyện gì sao tao dám mời mày Tèo ơi. Dạ, điều gì chú hai? Nói chung là má của con Gạo mới điện thoại nói chuyện với tao. Rồi chú hai hả? Ừ. Rồi, xong luôn rồi. Ủa, mày biết gì xong? Có chuyện gì mà xong? Thì con không biết gì. Nhưng mà thí dụ cái chuyện gì nó nhỏ nhẹ, nó đơn giản á, thì tía má bệnh nói thẳng với con rồi. Còn chuyện gì quan trọng mới thông qua chú hai chứ. Bên đó đó, nó nhắn lại với tao vậy nè. Tao nói bây giờ tao đồng ý tao gả ghé tao cho mày. Ta nó nuôi năm Gạo từ hồi nhỏ tới lớn, vẫn khỏe mạnh, học hành đàng hoàng. Ta cũng không đòi hỏi lắm, đơn giản thôi. Chàng ơi, trời ơi, nói vậy ở bệnh cũng dễ đó con. Vậy là con làm rễ sướng đó. Vậy hả chú hai? Vậy hôm nay con cũng gầu gầu trong bụng, cái này chắc nhẹ rồi đó. Người ta cũng không có cần mâm cao cổ đầy hết á, nhưng mà phải có đủ vòng vàng nha. Không thiếu chỉ nào nha. 8 mâm. Các cái nghi thức lớn nhỏ đó phải tiến hành hết, không bỏ qua cái nào hết. Trời ơi, đám cưới thời nay chứ đâu phải ngày xưa đâu mà gì mà 8 mâm rồi gì vòng vàng đầy đủ gì ghê vậy. Tao thương con đó mà. Nè, ông đừng hù nhỏ nó sợ nghe không? Bà nói chuyện chơi không mà cái chuyện hôn nhân, cái chuyện vợ chồng. Làm sao tôi dám hù, làm sao tôi dám giỡn? Thiệt vậy luôn hả? Thiệt, con chơi sao? Ngoài 3 cái lễ vật đầy đủ đó, còn riêng cái phần vàng đó, 5 cây. Chàng ơi,
Cái gì mình năm cây vàng? Bộ tính bán gái hay gì vậy? Trời bà coi, thì ta nói sao tôi nói vậy chứ bà muốn gì qua bà nói chuyện với ta kìa. Làm gì muốn ăn tươi nuốt sống gì trời. Tại thấy bức xúc quá. Chú hai, năm cây vàng luôn hả? Năm cây đó. Trời trời, sao con nghe xong con bụng cũng tay chân quá trời luôn. Con tưởng đâu tía má năm gạo bển chịu con rồi chắc cũng nới nới cho con chút đỉnh chứ trời. Chú hai thấy mày ơi, vậy là giờ cưới con vợ một cái là tốn mấy trăm triệu luôn hả? Cả cái xóm xẻo lá này ai cũng biết là nó mới lập nghiệp đây mà. Mà tính chưa thua phải không? Đâu được, con là con không chịu thua đó. Chưa thua làm gì, bỏ tiền ra cưới. Mà khó quá chú hai ơi. Giờ nếu cưới vợ thì phải đi mượn nợ. Mượn nợ xong cái về hai chồng cấm đầu làm trả nợ luôn á. Nhưng mà mượn mấy trăm triệu có ai cho không đó, quan trọng là cái đó đó. Trời, trời, chú hai ơi. Mà tao thấy người ta nói gì cũng phải rồi mẹ ơi. Đời người con gái ta đã nuôi con người ta từ nhỏ tới lớn cũng cực khổ, ta thương con người ta quá. Cho nên bây giờ nó gả cho mày, ta cũng muốn đòi cho nó cao vậy đó. Đừng lấy vốn được chút đỉnh. Tao con gái tao biết. Tôi là có con gái tôi không thích vậy rồi đó. Bà không thích tôi thích à. Tôi là phải 10 cây, gả 6 là 10 cây. Hả? À, tôi đòi vậy đó cho mấy thằng này nhảy xuống sông một hai thằng nữa. Ủa? Năm gạo hay năm hột sòn? Bộ là hoa hậu xẻo lá hay sao mà thách cưới cao dữ trời vậy? Tại hoa hậu người ta tổ chức thi ở Sài Gòn. Phải tổ chức thi ở xẻo lá là năm gạo chắc chắn hoa hậu luôn. Ủa, tự tin thế ớn. Hay là anh qua anh bển anh trả giá coi coi người ta có bớt chút đỉnh không? Trời ơi bé cò, cục vàng của tía má bển mày làm như bó rau bó cải ngoài chợ vậy đi trả giá. Mà giờ tao muốn trả giá cũng biết làm sao vậy. Gọi điện cũng dám gọi điện, đừng nói chi giác xác qua bển. Ê, hai bay là anh em tốt của tao á, hai bay giúp tao chuyện này đi. Ừ. Ôi không được, đám cưới ai người đó lo đi mày ơi. Thiệt, thách cưới gì mà cao vậy? Năm gạo cũng bình thường thôi mà, đâu có gì đâu dữ. Đúng rồi, chỉ có trắng miếng, đẹp miếng, nói chuyện có duyên miếng, dễ thương, công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, cả làng cả xóm ai cũng thương thôi mà. Đâu phải gì đâu mà thách dữ vậy. Có mình anh thương nó thôi chứ. Cái này á, tao có cách. Có cách hả? Ừ. Cách gì vậy? Cứu ông Trạch Tài một phen coi. Sao? Bây giờ mày bỏ cuộc đi. Điên hả? Tào lao, chuyện có chút ép à. Mày bỏ cuộc rồi. Ông Tèo qua bển chưa bỏ người ta là người ta bỏ trước rồi đó. Ôi mày ơi, khi người ta muốn á là người ta sẽ tìm cách, còn khi người ta đã không muốn rồi sẽ tìm đủ lý do. Mệt quá, ông đừng đổ dầu vào lửa nữa. Chứ gì nữa ha, khi mà lúc á năm gạo nó chiếu tướng mày rồi nó viết gáp thư là cuộc đời của mày đã bế tắc từ đó rồi Tèo. Bộ mày tưởng làm ghế nhà giàu dễ lắm hả? Về rồi hả con? Sao mua được vàng không? Sao? Có chuyện gì? Ngồi xuống đây rồi nói. Con hỏi ngoài một chuyện nha. Ngồi xuống rồi hỏi, có chuyện gì? Chuyện gì? Nhà mình có bé An ở ngoài. Ừ. Thí dụ như sau này bé An nó lớn, xong rồi nó tới tuổi lấy chồng ở ngoài. Ừ. Cái nhà trai người ta qua người ta đặt vấn đề người ta cưới. Ừ. Bà ngoại thấy làm sao? Thấy làm sao là thấy làm sao. Nhà có một đứa cháu gái à. Nếu nó đi lấy chồng thì ngoại buồn muốn chết chứ làm sao. Không phải vấn đề đó. Vậy chứ cái gì? Ý con là ngoại có đòi nhà trai người ta xính lễ mâm bàn chầu cao vàng vòng tiền bạc nhiều thiệt nhiều không ngoại? Thôi, biết
Ngoại có sống được tới đó không mà đòi với hỏi? Ô ngoại, ngoại đừng nói xui. Nhưng mà... Chứ chuyện gì? Ngoại trả lời cho con biết đi ngoại. Thì... Nếu trường hợp đó, nếu mà hai đứa nó thiệt lòng thương nhau, thì ngoại cũng phải hỏi mâm lễ cho đầy đủ chứ, đặng cho đàn trai người ta coi trọng con gái nhà mình. Còn cái vụ mà vàng dòng tiền bạc thì ngoại cũng để coi coi gia cảnh gia đình của người ta tới cỡ nào thì ngoại mới biết đường, ngoại đòi tới đó chứ con. Sao mà con hỏi như vậy? Phải ai cũng như ngoại đỡ quá trời rồi. Chứ con sao? Bên nhà năm gạo á. Ừ. Tía má bển đầu tới 5 cây vàng luôn ngoại. Trời đất ơi. Trời Phật ơi. Chú ơi. Mới sáng sớm mà làm mày lỡ nhà tao mà khóc như mưa vậy tèo. Hả? Chuyện gì vậy? Chú hai ơi. Tự nhiên con muốn làm cô tắm lửa đậu vô rồi á chú hai. Tự nhiên muốn làm cô tắm lửa đậu hả? Ừ, tao thấy mày làm cô tắm cũng giống lắm đó. Vừa nghèo nè, rồi vừa khóc lóc mượt mà giống y như con gái. Chuyện gì đàn ông sao mạnh mạnh dạn lên chứ? Làm gì mà khóc y như con gái vậy? Hả? Ừ, khóc đi. Sao khóc? Chú Hai. Gì? Bình tĩnh đó tao nghe coi. Chú Hai còn sao vú chưa lấy chồng á? Mai mốt người ta tới người ta hỏi cưới á, chú Hai đánh cưới nhiều vậy? Ở với tao thì đơn giản thôi. Nếu mà ai lại cưới sáu nhà tao đó thì phải voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mau, 100 cây vàng, 1000 lượng bạc. Đó, đơn giản. Chú đòi nhiêu đó luôn hả chú ơi? Thì con nhiêu đâu? Rồi thì tôi nghiệp nhà trai người ta tiện đâu người ta cưới. Trời, không cưới thôi, tao không gả. Có gì tao để đó đó, có mất mát đâu đâu. Trời đất ơi, con người ta là con vàng, con ngọc, con kim cương. Tao đẻ ra tao nuôi tới lớn. Con mẹ cho mấy mày cứ không hả? Vẫn chơi hoài tèo. Hèn chi. Bên nhà đâm gạo, thách cưới con quá trời. Con có đủ tiền để làm đám cưới luôn chú ơi. Ủa? Tự nhiên tao đòi mày tiền nhiều rồi mày không có tiền cưới rồi mày qua nhà tao mày khóc. Thì... Mày không qua bên nhà mà muốn gạo mày khóc đi. Không dám qua. Không dám qua, qua tao khóc chi? Mấy ông bay cưới vợ á, về mấy ông bay hạnh phúc, rồi đụng chuyện cái qua tao khóc. Còn nếu mà được á, mấy ông bay trốn à, trốn mà nghe ngoài kia kìa. À, dẫn gạo rồi đi uống cà phê, đi uống trà sữa, sao không thấy rủ tao? Ở giờ đụng chuyện cái qua tao khóc là sao? Tèo. Khổ tao quá chứ. Chú ơi. Gì? Mà bộ chú tính hết cưới sao chú vậy luôn hả? Tao vậy đó. Tôi thấy ông Tèo và cảm ổng vậy, thấy tội nghiệp cho ổng ghê luôn. Ê, hồi lúc á, mày mới cưới vợ, mày có bị vậy không? Cũng có, khóc dữ lắm. Mà là mình phát khóc á, chứ không phải như ông Tèo. Mày á thì đỡ rồi, có bác Hai là tía, đâu có ai dám thách cưới gì đâu. Mà cho dù ai muốn thách cưới á, 5-10 cây vàng gì á, thì mày cũng có mà đưa. 5-7 cây củi thì có, tôi làm gì có tiền. Tiền là tiền tía má tôi thôi. Cũng đỡ cái á, bên nhà tía má ếch á, gả nhái cho tôi không có đòi hỏi nhiều. Mày á thì sướng rồi, sướng từ trong trứng sướng ra. Còn Tèo á, mới sinh ra đã khổ. Còn tao nè, sinh ra trong nhà tường bự vậy mà sống con mình à. Không liên quan. Ôi, đợi đi nhé. Lâu. Tao nói là nói vậy thôi, chứ tao thiệt mày con sáu nhà tao đó, nếu sao là nó lấy chồng đó, miễn thằng nào thương nó thật tình là được. Mà thương quá cho nó thật tình nha, rồi có chí làm ăn nha, đừng lo tương lai sự nghiệp sau này cho con cho cái, phải sống cho nó thật thà thì tao gả. Tao không đòi hỏi hết á. Con người mày biết rồi, yêu cầu mày có chí, mày quyết tâm thì mày sẽ làm giàu thôi. Đừng có cờ bạc, đá gà, đá bánh, đá đổ số đề đó, thì cái đó thì mau nghèo à.
chị sao con có chí quá trời mà con cũng nghèo chú ơi. Cái đó coi là mình coi. Mày có chí. Nhưng mà chí gì? Chí đực hay chí mét? Tao có cách này nè. Cách gì? Sao mày không chơi vàng giả đi? Cưới xong rồi mình tính tiếp. Mày hay quá. Mày tính một không biết tính mười. Rồi tới lúc vàng giả bay màu á, rồi tía má vợ cầm chỗ trà rượt tao. Hay quá. Dạ nó má thằng Tèo á, nghe đàn gái người ta đòi lễ vật cao quá, sợ không dám về luôn rồi. Ủa sao kỳ vậy? Dù gì thì cũng phải về, rồi qua bên đàn gái coi thử người ta nói làm sao, ăn giá làm sao đó chứ, sao lại không về. Bà cũng biết rồi, má thằng Tèo á, mẹ giá con coi từ hồi nào tới giờ, đi làm thuê làm mướn người ta, rồi bây giờ đùng một cái vậy đó, đàn gái đồ trên trời trên đất vậy đó. Giờ nghe người ta đòi quá rồi không có tiền thì chắc không dám về luôn đó gì. Nói vậy là trốn ở Sài Gòn luôn, không về luôn á hả? Chứ sao nữa, không về là trốn rồi đó. Kiểu này á, năm nay thằng Tèo không kịp cưới vợ rồi đó. Tiền đâu cưới? Không có tiền khổ rồi, tới vợ cũng quá luôn. Sao mới đây khen thằng Tèo thì giỏi lắm, làm ăn được này kia, sao giờ tự nhiên chơi ép nhỏ quá vậy? Thiệt, mấy người này ngộ thiệt chứ. Làm như thằng Tèo là cái máy in tiền vậy. Nhà chúng trong cái thằng nghèo nhất cái xứ Sẹo Lá này. Gặp tôi nó thiệt á nha. Mà đòi cái kiểu đó đó, tôi cũng bỏ giờ lái chạy luôn. Chứ đừng nói thằng Tèo. Thôi cao quá tiền đâu cưới nổi. Đúng rồi. Anh Tèo. Ở cái gì vậy? Gì vậy? Mày chạy theo nó coi sao. Ừ, chạy lẹ đi con. Coi chừng nó làm chuyện dại dột đó nha. Dạ. Chặn nó lại. Dạ. Anh Tèo. Thiệt tình chứ. Ôi, xóm này sao đủ thứ chuyện trên đời. Ông. Ừ. Thì ông coi qua bên nhà Năm Gạo á, dò hỏi coi thử làm sao. Chứ giờ má nó không về, rồi mình là người lớn mà không giúp nó làm sao được. Tôi nữa hả? Chứ ông nghĩ coi xóm này còn ai. Đừng có chạy nữa, chạy mệt quá. Tao đau, buông ra. Đau cái gì mà đau. Đừng có chạy nữa. Buông tao ra. Anh Tèo. Tao đau lắm rồi mấy con. Đau cái gì mà đau. Em buông ra, anh tự tử. Mày không buông ra tao bằng nhục cả xóm này đó mấy con. Chị gái bỏ chị bình thường có gì đâu mang nhục. Anh Tèo buông ra. Tèo thôi, cứ làm chị cho chết con ơi. Chết con. Trời ơi, hai mày buông ra coi. Chết con ơi, buông ra nè. Hai thằng mày anh em trong xóm không mà đánh nhau vậy đó hả? Đâu đánh đâu, ông tự tử á. Trời ơi, nó chưa tự tử nữa mày bóp mũi nó chết rồi kìa. Tao có đi tự tử. Tao đau bụng. Ôi chị, mà sao mình nói nó tự tử? Không phải, tại vì dí không kịp á, phải la vậy cho bà con hàng xóm chụp ổng lại phụ. À, mày chụp hồi tao chết bây giờ, tao đau bụng, hai bay tào lao quá. Tội nghiệp nhỏ ghê luôn. Vừa bị nhà gái dí, giờ bị Tào Tháo dí. Một đường bế tắc, một đường thì thông suốt. Đường nào cũng khổ với ổng chứ. Đau bụng mà cũng bị lây nữa trời. Trăm năm Tèo vẫn là Tèo, ngàn năm yêu gạo vẫn là Tèo anh. Tèo. Ngoại. Bữa nay làm gì mà bay vui dữ vậy? Ngoại. Ừ. Nhờ em gạo chịu khó năn nỉ. Ừ. Mười dầm thấm lâu á. Ừ, rồi sao? Cái tía má bệnh á, chịu giảm xuống còn 4 cây. Trời đất. Thách cưới mà cũng có giảm giá nữa hả? Dạ. Ngoại. Ừ. Ngoại. Ừ. Con tính rồi. Con sẽ để 1-2 năm nữa con sẽ mới hỏi cưới em gạo. Lúc đó chắc chắn em gạo sẽ xuống giá ngoại. Cha bay 1-2 năm nữa là con Năm Gạo nó đi lấy chồng, nó bỏ bay là cái chắc.
Thôi ngoại đừng có lo, con với em Gạo có cắt tóc ăn thề rồi. Thiệt ra tía má bên nhà em Gạo thách cưới gì cũng cao thiệt, nhưng mà con cũng hiểu chứ bộ. Con cũng hiểu tía má bển đòi như vậy cũng muốn con là phải bản lĩnh nè, phải trưởng thành nè, phải trở thành một người trụ cột trong gia đình vững chắc chứ. Nên con suy nghĩ kỹ rồi, con quyết định là khi nào mà con tự tin á, con sẽ bước qua bển, con hỏi cưới em Gạo. Còn bây giờ thì hai đứa cố gắng tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục phấn đấu sự nghiệp chứ làm sao giờ. Cô bộ cũng ổn rồi á. Ừ, về đi. Qua nay lo canh nó lỗ xã hội, kiểu này chắc phải kêu nó bao cà phê lại bù. Chứ gì nữa. Gì? Ê, gì? Sao Tèo nó không chơi cái chiêu bác sĩ kêu cưới để khỏi tốn tiền? Bậy bạ. Bậy gì? Lỡ Tèo chơi cái chiêu đó không được giảm giá, mà nhà Năm Gạo rồi tăng giá lên nữa, chết ông Tèo luôn. Ờ hả? Ừ. Cô Hồng, cô Hồng biết không, hôm qua tôi đi chợ huyện, đi ngang mấy cái tiệm mà bán nữ trang á, tôi thấy mấy cái bộ mà trang sức mà hột sòn đó cô, trời ơi nó đẹp nhìn mà mê luôn á. Mà nhất là tôi mê nhất là cái bộ mà nó nhận trong vàng 18 mình á, sang dữ á. Ừ, nhưng mà theo em á thì em lại thích là nó để cho mấy cái hộp vàng trắng á. Vàng trắng em thích hơn, biết sao vàng trắng nhìn nó sang mà nó sáng dữ lắm kìa. Thì mỗi ngưỡng ý, tôi á tôi là thích là nhận vô vàng á. Vậy hả? Ừ. Ô mà thôi, hộp xoàn mà vô vàng hay trắng gì á, nào nó cũng lấp lánh hết trơn á, nó cũng đẹp á. Đúng rồi đó. Kèm ơi, phải chi mà ông Tư nhà tôi ổng mua cho tôi cái bộ đó, trời chắc tôi sung sướng lắm cô Hồng ơi. Trời có gì đâu, về nói anh Tư ơi mua cho em, là mua liền cái gì. Ừ. Không có đâu cô ơi. Tặng em. Ủa trời ơi, cái gì đấy, cái gì mà đâu mà gì mà hai ba lớp vậy nè. Quá wow, trời ơi nhớ hồng xoàn đẹp quá vậy trời, sáng quá, đẹp quá chị Tư ha. Nhân dịp gì vậy nè? Đâu có dịp gì đâu, anh chỉ muốn tặng cho em vui thôi. Mà em thấy vui không? Vui, vui quá luôn á, đẹp thiệt luôn, đẹp ghê chị ha. Đây, để anh đeo thử cho. Ủa? Ôi trời ơi, như ý hả? À? Sao biết cái cỡ tay em mà mua hay vậy? À chỉ đoán thôi. Cảm ơn anh nha. Đẹp quá à. Hay thiệt luôn á. Đẹp quá, đẹp không chị? Anh đến quê em đất biển Cà Mau, miền quê hương anh cánh. Ủa, đi đâu còn sáng tới giờ? Tôi qua cô Hồng chơi. Ừ. Ra chùa thì sáng liền hả? À. Ừ. Gì? Gì cười cười vậy? À, tôi qua quán cô Hồng chơi á, bả đưa cho tôi coi cái clip này nè, ông coi thử coi. Có gì nè, ông coi thì ông cứ coi đi mà. Gì? Thì coi đi rồi biết. Gì đó? Đó nè đó, ông thấy không? Ờ thấy đó, thấy không? Thấy. Đẹp không? Đẹp ông, hột sòn đó nghe ông. Ờ, hột sòn thì sao? Trời đất ơi, nơi nào ngay từ đó giờ á tôi chưa biết học sàn ra làm sao. Ông. Ừ. Ông mua cho tôi không? Trời đất ơi, tôi nghe bà nói tôi xây sẵn mặt mày luôn á. Bà có bị thần kinh không vậy? Không, tự nhiên ông chửi tôi. Trời đất ơi, học sàn tao mắc lắm, tiện nào mua. Tại ông không muốn mua thôi, chứ mắc rẻ gì. Muốn mua cái gì, không có tiền mua.
Mà cho dù có tiền mua thì bà đeo cũng như không à. Là sao? Là ý nó cái tướng của bà không có sang, đeo hột sòn nó không có cái tác dụng gì hết trơn á. Thôi múc đeo hột nhựa đi ha, cũng được vậy, cũng đẹp vậy. Nói giọng nghe Phật ghét. Ủa, mới về đâu hả? Tại tôi. Trời đất ơi, hết nói nổi luôn. Hột sòn mà đâu phải hột mít hột xài đâu, muốn mua là mua. Chịu không nổi luôn á. Thôi mà má. Dạ má, tự nhiên xài giấy. Trong nhà con còn mấy hộp nữa. Hai đứa coi á, ông nở lòng nào nói với má vậy đó. Thôi má, tí nói vậy thôi chứ không phải ý tí vậy đâu má. Mà nhiều khi má hiểu lầm ý tí cũng có nữa. Lầm gì mà lầm, má nghe rõ ràng mà lầm gì. Tại vì tí con người ngay thẳng, nói thẳng mà không có suy nghĩ gì đâu. Bởi vậy số má khổ lắm. Lấy chồng mấy chục năm nay đòi có chiếc nhẫn hột sòn à, mà còn khó khăn như vậy á. Còn Vũ á, ổng quen con Diễm Hồng chưa bao lâu á mà đã mua nhẫn hột sòn tặng cho cổ rồi. Má ơi, nhưng mà giờ nói thiệt với má nè, giờ mà tía có muốn mua nhẫn hột xoàn cho má cũng không có tiền mà mua nữa. Bởi vì bao nhiêu tiền tía đi làm á, tía đưa má hết trơn rồi. Ai nói? Ông có quỷ đen đó. Tại má nhắm mắt làm ngơ thôi. Thì giờ cho là tía có quỷ đen luôn đi, miễn là tía thương má thiệt lòng là được rồi. Chứ đâu thể nào mà so sánh tình cảm của tía dành cho má với cái nhẫn hột xoàn được. Dạ dạ, cái này vợ nói đúng nè má. Tại con á không có trong hoàn cảnh của má nên con nói vậy. Chứ lấy chồng mà vô tâm á khổ lắm. Nói thì nói chứ chắc nào giờ tí cũng phải có tặng má gì chứ. Không. Ủa? Không có luôn. Không. Má nói thì sao chứ, không lẽ cái nhẫn cầu hôn mà tía cũng tặng má? Cũng không luôn. Ủa sao kỳ vậy má? Không có cầu hôn má đâu mà tặng. Anh xin lỗi nha, xe bị bể bánh này anh phải vừa đi vừa bôm. Không có sao, em cũng mới tới mà. Ủa, mà em gọi anh ra đây có gì không? Thì em có chuyện muốn hỏi anh đó. Chuyện gì? Mình quen nhau cũng lâu rồi anh hả? Lâu à? Em đếm á là được 49 ngày, 5 tiếng đồng hồ rồi đó. Ây chà, lâu dữ ta. Lâu vậy rồi, anh có dự định gì chưa? Dự định gì là dự định gì? Thì cái đó đó. Cái đó là cái gì? Thì má em nói đó, con gái lớn như cái hũ mắm treo đầu giường vậy đó. À, anh hiểu rồi. Anh hiểu hả? Ừ. Hiểu sao? Thì má sợ thúi à. À, má em sợ vậy rồi anh tính làm sao? Thì em về nói với má là đừng có treo cái hũ mắm ở đầu giường là hết thúi thôi. Không, ý em không phải vậy. Chứ em là sao? Vậy anh có muốn cưới em không? Muốn chứ. Vậy em đồng ý rồi đó. Đó. Con đấy. Có nhục không? Nhục thiệt. Dạ không. Ý con muốn nói là cũng tiếc quá ha má ha. Mà tí cũng dở thiệt á nghe. Ổng á lu khu với cái lu vậy đó, cứ đá một cái là lăn một cái à. Thôi mà má, không lẽ má ở với tí biết bao nhiêu lâu nay má không hiểu tình cảm tí dành cho má hả? Không lẽ má không tin tưởng tí? Không được, má thiệt thòi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ má không có nhượng bộ nữa.
Chứ cho má tính làm cái gì? Má sẽ ở đây chừng nào mà ông biết lỗi á rồi tính. Hả? Ủa rồi nói vậy là bà ở bên nhà bay hả? Dạ. Bà thiệt mệt mỏi với bà ghê. Lớn tuổi làm con nít vậy, hỡi chút giận, hỡi chút giận. Tía, con thấy má đòi mua thì tía mua cho má đi, cho má vui. Trời đất ơi, má nói chuyện dễ nghe quá. Học xoàn chứ phải học é đâu mà nói chuyện nghe dễ ợt à. Tại má nói tía có cái quỷ đen mà. Quỷ đen có. Quỷ đen tao ngộ lắm, quỷ đen tao chỉ đủ ăn sáng uống cà phê à. Đủ ăn sáng uống cà phê vậy cũng lọc quỷ đen chi, bất công thiệt. Bà thôi, bà giận cứ để cho bà ở bên tụi bay ít bữa đi, rồi đã hết giận bà gì à, như mấy lần trước vậy đó. Không có đâu, lần này là con thấy căng thẳng lắm luôn á, là má không có xuống nước giống như mấy lần trước đâu. Mày giúp ý kiến cho tía coi, bây giờ tía làm sao? Cách có có rồi tía. Có hả? Dạ. Nói tôi nghe coi. Còn có cách vậy nè. Hay vậy. Trời ơi, mày sáng kiến ghê luôn á. Đúng rồi. Má. Má. Má nhìn cái gì mà hồi nãy giờ thấy má chăm chú dữ vậy? Má coi mấy cái đồ nữ trang. Trời ơi, mà nhất là mấy chiếc nhẫn ngọc sòn nè. Con coi coi. Nó đẹp hết biết luôn á. Hôm rày á, tía có gọi điện thoại cho má không? Có. Nhưng mà tôi ghét, tao không thèm nghe máy. Sao vậy? Lỡ như tía gọi điện chứ xin lỗi má thì sao? Xin lỗi xuông sao được, phải có thành ý. Ủa, tía mới qua. Bà, qua tôi nè, quay mặt qua đây. Phải rồi, bà nói đúng, xin lỗi suông đâu có được, phải có thành ý. Đó, thành ý của tôi nè, tặng bà đó. Hả? Nhẫn ngọc sòn. Ừ, ghét hết gia tài của tôi luôn rồi đó. Chạy ngươi vừa quá, đẹp quá. Nhái. Dạ. Đẹp không con? Ôi đẹp quá má ơi. Mà vừa khích với tay của má luôn nè. Ủa tía, sao tía mua nhiều hộp xoàn dữ vậy? Đâu có, mấy hộp xung quanh đó là hộp cám thôi. Trên giữa đó, cái hộp trên giữa là hộp xoàn đó, chất lượng đó. Thôi kệ, miếng hộp sòn á là má vui rồi. Hộp nhỏ nhưng mà tấm lòng to má ha. Bây giờ đó tội nguyện rồi phải không? Chịu theo tôi về chưa? Về thì về. Không biết giống bắt chước ai đó mà họ giận cái bỏ nhà đi cái kiểu này hoài, cái giận cái tôi tốn món cho tôi chết luôn quá. Đây con trao má cho tía đây. Trời ơi, làm giống như đem hộp xoàn đi rước nang gì dinh quá. Có hộp xoàn rồi mới chịu gì à. Thôi, đi về nghe con. Dạ, tí má về nghe. Dạ. Rồi, đi về. Trời đất ơi, thấy không? Có giá ghê không? Già vẫn có giá chứ, rước hộp xoàn không? Má về hả em? Dạ. Hồi nãy tí qua tí rước má về rồi. Ủa mà anh? Ừ? Anh biết tiền ở đâu mà tí có không? Anh cho mượn á. Anh cho mượn hả? Ờ. Ủa, mà tiền đâu anh có? Thì anh để dành. Anh để quỹ đen đúng không? Trời ơi, thì đàn ông cũng phải có chút đỉnh tiền đề phòng thân với em. Nhờ vậy á, tía mới thoát được cái cảnh này chứ. Ờ,
Ủa mà anh nói gì với tía mà tía chịu mua nhẫn cho má vậy? Thì anh nói mày giúp ý kiến cho tía coi, bây giờ tía làm sao? Có rồi tía. Có hả? Dạ, nói tôi nghe coi. Còn có cách vậy nè. Hay vậy. Trời ơi, mày sáng kiến ghê luôn á. Đúng rồi. Bà đòi mua mà bà đâu có nói là lớn hay nhỏ đâu. Dạ. Thì hột sòn, mình mua hột sòn cám cho má. Trời, nói hột sòn cám chứ nó cũng mang tiếng hột sòn đó. Cũng nhiều tiền lắm mà tía không có tiền đâu nghe. Thì tía mua đi, có thiếu con cho mượn thêm. Vậy ha. Dạ. Vậy thì bây giờ tía con mình ra tiệm vàng mua luôn. Dạ. Mày tài trợ mà. Dạ không, con cho mượn thôi. Cho mượn. Chơi. Dạ. Cháo còn nóng nè, em ráng ăn một miếng đi. Em ăn đi, nhịn không có được đâu. Em phải ăn còn uống thuốc nữa đó. Chán ghê. Từng tuổi này có đồ răng nữa. Bệnh á thì tuổi nào lại không bệnh. Mình bệnh á thì mình phải uống thuốc. Mà muốn uống thuốc á thì phải ăn cháo. Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, để anh đút cho ăn miếng rồi uống thuốc nè. Sáng ăn đi. Nè, há miệng ra. Đó, vậy mới được đó. Tao không có đồ ăn hoài. Sáng ăn rồi uống thuốc. Ăn cho vui nè. Thiệt tình á. Sao không ăn đi, ngồi thẫn thờ với em. Anh không biết giờ tía má đang làm cái gì ha? Chị đang đi chơi chứ đang làm gì. Chắc bây giờ tía má đang rất là vui vẻ và hạnh phúc lên nha. Nghĩ tới mà em vui lây luôn. Vui là má vui thôi, chứ anh thấy tía sượng sượng sao á. Đúng rồi, tía sượng là đúng rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên tía làm mấy cái chuyện này mà. Em như càng ngày má lớn tuổi rồi má thay đổi tính hay sao á. Ừ, cũng có thể. Anh có nghe cái câu mà người già giống như con nít lớn tuổi không? Họ càng lớn tuổi thì họ càng muốn được yêu thương, chăm sóc và sẻ chia. Em nói sao chứ tía má anh có đâu. Ừ, tía má anh chưa chứ anh không có. Ủa em, sau này em có giống má ếch không? Hình xui, nhưng mà tỷ lệ có là cao lắm nha. Anh sợ không? Không, lúc đó em cứ tha hồ nhõng nhẽo, anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Cái này là có đảm bảo, có bảo hành trọn đời rồi nha. Có mới nói nha. Có chứ không? Ăn cơm đi. Nè, bà, ăn kem đi. Kem này ngon lắm á. Ủa sao ông không mua kem sầu riêng mà ông mua kem sô-cô-la? Kem sầu riêng hết rồi. Thôi ăn sô-cô-la cũng ngon mà. Kem nào cũng được mà. Ăn đi, ăn đại đi ha. Ông. Ủa, tôi thấy đói bụng quá. Lát ông đi mua bánh tráng trộn tôi ăn ngang. Đói bụng thì về nhà ăn cơm, chứ ăn bánh tráng trộn sao nó. Cơm hoài. Mấy chục năm rồi ngán với mồ. Bữa nay á tôi muốn đổi món. Trời ơi, bà tính giống như mấy ông đàn ông mà kiểu mà ngán cơm thèm phở hả? Ông sao giờ có mua không? Muốn mua thì mua, muốn đổi món thì đổi, nhưng mà giờ ăn kem trước đi, nó chảy rồi kìa. Xé ra đi. Trời ơi, chảy chưa rồi. Ơi cầm cầm đi. Ô chảy rồi. Nè nè bà cặn miếng rồi. Ngon. Trời. Tự nhiên làm giống nhỏ quá. Ăn đi. Ủa, sao quán ăn què à?
Ngồi đi ba. Ngồi đi. Hiểu. Xin mời phu nhân an tọa. Được không? Được. Ừ, ngồi. Trời ơi, khó ghê, lúc này khó quá. Ủa, sao rồi tự nhiên không về nhà luôn mà kêu tôi ra quán cà phê làm gì đây? Bữa nay tôi muốn đi uống cà phê chung với ông. Được không? Được. Ít bà muốn là được hết á. Ủa, mà nãy giờ vô không thấy cô Hồng không? Chắc trọng chứ gì. Cô Hồng ơi, có em. Rồi, ra rồi, ra rồi. Ủa, anh chị Tư, hai anh chị bữa nay đi đâu vậy hả? Đi chơi gì á? Đi chơi. Ừ. Trời ơi, tình tính tan dữ ta. Anh uống gì? Cà phê đá như cũ đi. Dạ. Còn chị Tư? Cô cho tôi mượn cái menu. Có nè. Có liền. Đó, nhiều món ngon lắm á nha. Đó, đó. Ừ. Cái món này nè cô Hồng. Đâu đâu. Cái những hột sàn. Ôi trời ơi, phải không? Phải. Hột sàn thiệt đó nghe. Ông Tư mới mua cho tôi. Hèn chi nó vậy, cái vậy 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 hoài. Đẹp không? Thiệt. Ghê thiệt nha. Nhìn làm lì vậy chứ cưng vợ dữ à. Chứ sao, trời đất ơi. Thôi, chờ em chút nha, làm cà phê cho. Lát nói chuyện tiếp ha. Ừ, nhanh đi, khát nước rồi. Diễm Hồng. Ủa, anh đi đâu? Em đem vô có chùm anh cái này đi. Cái gì đây? Sổ ngân hàng của anh đó. Trời ơi, thôi anh giữ đi nuôi em chi. Không sao đâu. Bây giờ số tiền này là của anh, sau này nó cũng là của em đó. Ừ, thôi em giữ cho anh nha. 1 tỷ. 1 tỷ. Sáng 1 tỷ mà còn đưa cho cô Hồng giữ. Ông Tư, ông ấy, ông mở. Ủa, ông này mới thất thị đâu mất tiêu rồi. Ông Tư, ông Tư Lát. À, anh chị Tư. Hổm rày á, tía bay quan tâm má lắm, cho nên má thấy vui vui. Má vui là con mừng rồi. Nhưng mà má, con có cái góp ý này muốn nói với má. Nhưng mà má hứa là má không có giận con thì con mới nói nha. Ừ. Có nghĩa là từ rày trở về sau á, mà má có cần cái gì hay là má muốn mua cái gì á thì từ từ má nói với tía nha. Chứ má đừng có đòi giống như cô Hồng cho bằng được. Nha má. Nhưng mà nhúng nhung nhị hết á. Con biết á là tía rất là thương má, tía mới làm vậy chứ tía cũng mệt mỏi với má lắm á. Ủa má làm gì mà cũng khiến cho ông mệt mỏi nữa hả? Trời, mệt chứ sao mệt. Con nghĩ mà con còn mệt nữa không chi là tía. Nhưng mà cái tình trạng này mà cứ kéo dài hoài á, có bữa tía cọc lên luôn á má. Thôi má biết rồi. Bị hồi đó con biết sao không? Lúc tía bay mới quen má đó, tía bay cũng chiều chuộng má y như là chú Vũ chiều của Hồng giờ vậy đó. Thì đó, cái đó là lúc mới quen. Còn bây giờ á là mình sống chung với nhau lâu rồi, thì miễn là tía yêu thương má thiệt tình là được rồi, chứ không có cần quà cáp xa xỉ gì hết á. Thôi vậy má con mình đi chợ lẹ, ra ngoài mua con cá lóc về nấu canh bầu cho ổng ăn. Cái món đó là cái món khoái khẩu của ổng đó. Dạ. Đi. Nhưng mà hứa với con là không có giống cô Hồng đó nha. Ừ, biết rồi mà. Tôi đi lẹ đi để nắng. Thank you.
ly phê đá em gái. Anh Tèo. Ủa, Gạo, có chuyện gì mà em buồn hiu à? Anh có hiểu đâu. Em phải nói anh mới hiểu chứ. Thì cái vụ đám rau nhà em đó. Đám rau hả? Sao? Em không biết nó bị sao á. Lúc đầu nó chỉ dài cái đốm vàng thôi, mà bây giờ nó bị cả cây luôn. À, chết rồi. Này không biết thiệt rồi trời. Đó, thấy chưa? Em nói là anh không có giúp được gì cho em rồi mà. Thì thôi, em đi về coi đám rau của em này. Ơ, Gạo Gạo, yên tâm đi, anh không biết thiệt, nhưng mà anh sẽ nghĩ cách giúp em. Trời ơi, anh có giúp được gì cho em đâu mà đòi giúp. Sao em có thường anh vậy? Chứ em nói gì sai hả? Anh chỉ biết á, sửa xe thôi à. Biết vụ gì rau với cỏ đâu mà đòi giúp. Không, anh vì em, anh sẽ tìm hiểu về cái vụ bệnh của Gạo này. Anh sẽ trị bệnh cho cái vườn rau nhà em nha. Có mới nói nghe. Ừ. Ta làm hết hồn mà anh Tẹo. Hù hết hồn mới vui vậy. Nhờ mày một chuyện nha. Muốn hỏi gì hỏi đi. Mày tư vấn giùm tao vấn đề này đi. Biết rồi. Mượn tiền không? Nhiều em vô lấy nè. Gì mượn tiền? Tao có tiền nè, mày mượn không? Trời. Thôi, không phải vô tiền. Thì vụ gì nói đi. Chưa chợ chưa chật rồi em vô nấu cơm á. Thì mày chỉ giùm tao cái cách đi mà trị bệnh cho Gạo Cải á. Ủa nào giờ anh có trồng Gạo Cải gì đâu. Thì người ta hỏi thì chỉ đi. Còn thắc mắc gì nữa. Gạo Cải nó bị bệnh gì nè. Ban đầu xuất hiện vài đốm màu vàng, sau đó lan ra nguyên cây luôn. À, thì bệnh đốm lá. Vậy hả? Dạ. Người chị sao? Thì dễ lắm. Bây giờ anh phơi ải ha, làm đất sạch rồi lên lúng cao. Phơi ải là làm gì? Trời ơi, anh là dân miệt vườn mà anh hỏi cái câu hỏi đó hả anh Tèo? Vậy chứ đó giờ có trồng trọt gì đâu biết. Tức là anh cuốc đất, cuốc sâu đất lên, phơi đất cho nó khô để diệt trừ sâu bệnh, để cho nó khỏi sống lại được, hiểu không? Vậy là mình phải xới đất lên luôn hả? Ừ. Chết rồi, Gạo Cải nhà năm Gạo đang trồng xới lên cuốc khi nào nó bị héo không ta? À, thì ra là hỏi cho con Gạo. Thì chỉ dụng cái đi. Rồi được rồi, để em vô xúc gạo em nấu cơm rồi ra chị. Chị đi mấy cỏ. Mấy cỏ. Thằng nhìn gì mà đọc sách nhiều dữ ta. Mới mốt mình cũng phải đọc sách nhiều để năm Gạo có hỏi mấy đường trả lời. Tình yêu thật sự là gì? Trong cuộc đời tình yêu và đi tìm tình yêu, có lúc nào chúng ta chợt tự hỏi như thế? Để đặt câu hỏi và tìm câu trả lời không đồng nghĩa với việc bạn sẽ đi tìm hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng đó là... Tèo! Chú Hai. Trời Phật ơi, mày tụng kinh hay gì mà mình tao đứng đóng đây mày không thấy gì Tèo? Hả? Không để ý. Ở đâu vậy? Đi mua sách. Sách chi nhiều vậy? Đọc. Cái gì? Con đọc sách á. Trời Phật ơi, tao có nghe lộn không vậy Tèo? Mày cái này đọc sách không hả? Đọc sách chứ. Con quyết định rồi, con phải đọc thiệt là nhiều sách để phát triển tri thức, phát triển bản thân. Dạ. Từ hồi mở tiệm sửa xe tới giờ tao thấy mày có tiến bộ đó nghe. Đúng rồi đó. Đọc sách đi, để đầu óc nó mở mang, nó hiểu biết nhiều, để sau này đó làm giàu bản thân, làm giàu cho quê hương đất nước. Đúng rồi, con sẽ ngày càng tiến bộ, không được lạc hậu nữa. Mày biết suy nghĩ gì á, chú Hai cũng mừng nha. Thôi chú Hai đi công chuyện đi, con bận về đọc sách rồi.
Không gì đọc sách nha. Dạ, đọc đi. Bye bye chú Hai nha. Ờ, đọc về dạ về. Dạ dạ dạ. Ra sau vườn hái có mấy cọng rau à, vô mày ngủ khò làm sao vậy hả? Con đâu có ngủ đâu. Vậy chứ nãy giờ con đang làm gì đó? Con nhắm mắt để đó mà. Con đang đưa tri thức vào trong giấc ngủ. Nói thì hay lắm. Trời đất ơi, con ơi là con, bây đọc cuốn sách này để làm gì? Thì con đọc sách để mà con trao dồi tri thức nè, rồi làm giàu cho gia đình, cho quê hương, rồi giúp đỡ bà. Càng nói càng nghe rớt quất à. Sách người ta nói về tình yêu mà làm giàu cái gì? À thì đọc sách tình yêu nó cũng có cái lợi cho đọc sách tình yêu ngoại. Nó đọc sách tình yêu thì con có kinh nghiệm, con học hỏi được. Thôi nhiều. Ô, phải nhà anh Tèo không à? Ai hả? Ra lấy hàng anh ơi, lấy sách anh ơi. Mày mua cái gì nữa hả? Chờ xíu. Mua sách nữa. Ôi, cái thằng này ở nhà sách cả đống rồi còn mua nữa. Lại mua sách nữa hả? Mua chi nhiều vậy? Dạ đúng rồi, mua để sẵn ngoại. Trời đất ơi. Thôi nè nè, ngoại coi nè, đó cuốn sách này là phát triển bản thân nè, nè cuốn này là cải thiện tư duy nè, đây văn hóa xã hội cuốn này, đó cuốn này là để mà biết đối nhân xử thế nè, đó ngoại cái gì đặc biệt nha, con mua cuốn này là để tìm cháu dâu cho ngoại. Được rồi, cái mặt của bay ai mà thèm dòm với ngó. Trời ngoại chê cháu ngoại. Con cũng đẹp trai quá trời ngoài. Nói hoài, còn cái đống sách trên bàn này nè, đã đọc hết chưa? Chưa, mới từng lễ sao đọc hết được ngoài. Trời đất ơi, chưa đọc hết mà còn mua nữa là sao cho tốn tiền vậy, hả? Thì mua để từ từ đọc ngoài. Đọc sách càng nhiều thì có càng nhiều tri thức ngoài. Ngoài biết rồi nghe. Cái vụ này nè, thế nào cũng 3-7-21 ngày thôi là không có được lâu đâu. Không dám đâu ngoài, con đọc hết cho ngoài câu, ngoài chê cháu ngoài hoài. Trong sách người ta có nói con gái thường thích một chàng trai thông minh nè, đáng tin cậy nè, có thể gánh vác được việc lớn nữa. Gáo. Ủa anh Tèo. Trời ơi, hôm bữa anh chỉ cho em cái cách mà trị bệnh cho gao, vợ xanh tươi mứt ngược ha. Dạ mấy hôm nay á em chưa được gặp anh để mà cảm ơn luôn nè. Trời, có ở đâu cảm ơn. Gạo, mệt không? Đây, để anh gãi cho. Thôi được rồi, có một xíu mà, em gãi xíu là xong chứ gì. Thôi, đây, anh cầm anh gãi cho. Em gái, trời nắng nôi đứng ngồi đen hết, vô nghỉ đi. Anh mà gãi đây lát nha, 11 nó lên mịt trời cho coi. Đó, thấy không? Ý, anh. Hả? Anh đạp dao của em rồi kìa. Thôi ơi. Xin lỗi. Không, cái chỗ đó là cái chỗ mà em mới gieo hạt luôn đó. Hả? Nè, thôi được rồi, đưa ra. Cái vườn rau của em á, em rành hơn anh. Thôi anh đi vô nghỉ đi. Em làm một xíu là xong mà.
hết dầu rồi. Tèo ơi. Dạ. Ra mua giùm ngoại chai dầu. Mua dầu hả ngoại? Ừ. Ngoại. Cái gì? Cái gì? Tiền mua dầu á. Tiền. Tiền sửa xe rồi tiền chạy xe ôm đâu? Có. Tại con mới đặt mua sách hết tiền rồi. Ngoại đã nói con rồi, đọc cuốn nào là mua cuốn đó. Con đừng có mua cả đống cả lèng rồi con chất đầy bàn á, rồi con có đọc đâu, là tốn tiền nhiều nữa. Thì con mua để sẵn ngoại, mình cần cái mình lấy ra mình đọc, trau dồi tri thức, cái con học cách làm giàu kiếm tiền nuôi ngoại mà. Nói tới cái leo lẻo hay lắm, khét cái chảo rồi. Nè, đi mua dầu đi. Dạ. Mua y vậy đúng không? Ừ, chai giống vậy. Dạ. Ngoại. Cái gì nữa? Mấy nay chạy xe ế quá, con hết tiền rồi. Đổ cha mày. Ngoại không có cần con đem tiền về, đi mua dầu đi. Ngoại. Hử? Không phải như vậy. Chứ cái gì? Ý là mới đặt thêm mấy cuốn sách nữa. Hả? Ngoại cho con mượn tiền lấy sách nha. Mua sách nữa hả? Dạ. À, chờ ngoại chút. Dạ. Cảm ơn ngoại nhiều kìa. Con đặt mấy cuốn cũng ghẻ ghẻ, không có mắt đâu. Lúc đó ngoại. Ây da. Ui. Ngoại ngoại. Ây da. Ngoại ơi. Ây da. Ui da. Ồ, chú hai. Ừ. Chú đi thăm ruộng hả? Lội ra coi ruộng rồi sao? Ủa thím đâu này? Tôi đi kêu con ăn về ăn cơm. Hả? Tèo cái này nghe nói chịu học hành coi sách được dữ lắm phải không? Ôi trời ơi, chú đừng có nói, làm tôi bất tức luôn nghe nè. Sao vậy? Nó mua một đống sách về, cái nó đọc có mấy chữ à, rồi nó nằm lăn đùng ra nó ngủ. Làm tốn tiền tốn bạc thêm nữa nè. Trời Phật ơi, bữa hôm gặp tôi nè, mua một đống sách, nói cỡ này về nghiên cứu, đừng mở mang đầu óc, vậy đâu có học hành gì hả? Vậy mới nói. Cấm nó liền, đừng có mua nữa, tốn tiền tốn bạc, sách nó mắc lắm chứ đâu phải rẻ đâu. Ừ. Tôi khuyên nó đâu có nghe đâu. Mà chú hai nè. Hả? Bữa nào chú gặp nó đó, chú khuyên nó giùm tôi đi. Tôi nữa hả? Cô biết tại sao mà ba cái rau không để nó héo nó chết nhát không? Tại sao vậy chú hai? Mưa liên tục mấy bữa rạ có nghỉ đâu. Thứ nước nó không có rút được. Bữa nay trời nắng con thấy trên mặt nó khô vậy đó nghe. Nhưng mà phía dưới á, nước không à. Nó lựng phèn lên là một nè, hai nữa là thúi rễ. Mà nếu muốn trồng rau cho nó tốt á, phải đào cái đường mương à, lấy đất đắp lên cho cái liếp nó cao lên, để mưa một cái là nó thoát nước liền phải không, nó không có động lại, rau mình nó không bị thối rễ. À dạ. Ủa, tự nhiên có cọng rau mà nó thục ló vậy, rau tèo làm gì đó nó thục ló vậy. Uống nước vậy cho hai cũng thấy nè. Tèo thấy chứ, trời đất ơi, mắt tao rõ đó mày ơi. Anh, hôm bữa anh chỉ em cái cách mà trị cái bệnh đốm vàng. Bây giờ anh nhìn nè, nó bị gì vậy anh Tèo? À, mấy cái rau này là nó bị cái bệnh... Bệnh... Bệnh gì? Bệnh sĩ phải không? Là bệnh gì? Sĩ diện á. Chú hả? Thì tại con chưa có nghiên cứu tới mấy cái bệnh này. Để mốt con nghiên cứu thêm. Trời đất ơi. Gạo. Em chờ anh đi mua sách nha. Anh về anh nghiên cứu, anh qua anh chỉ em nữa nha. Dạ. Chờ nha. Đi nghe chú hai. Thôi, để chú hai về, chú hai kêu con Bảy nó qua nó coi giùm cho. À dạ, cảm ơn chú hai nha. Ừ. Chú hai về nha. Dạ. Cái thằng này thấy nó ham đọc sách thì mình cũng mừng. Nhưng mà rồi đọc á là không biết được bao nhiêu cuốn đây mà bài bừa ra như vậy không biết nữa. Toàn là ngủ không mà chứ có đọc sách cái gì đâu không biết nữa nè. 42. Chín mươi. Ồ, 220. Ôi trời đất ơi. Cái thằng này
Ôi, hết cái đống sách này. Tính ra mà hết cái đống sách này còn hơn 1 triệu bạc chứ ít sao. Cái thằng, cái miệng lúc nào thì nó cũng nói là đọc để mở mang kiến thức, để làm giàu cho đất nước, cho xã hội, để kiếm tiền về nuôi ngoại. Mà rồi trước mắt là thấy tốn tiền như đây nè. Rồi không biết là nó có đọc được bao nhiêu chữ vô đầu nó không đi nữa. Alo, mày cọ hả? Dạ nghe tiếng. Ủa, cũng lại là vườn rau có 5 gạo nữa hả tía? Ghé ngó giùm con gạo một cái, để sợ mai mốt nó lan ra cả vườn nữa hả? Trời, ông Tèo mới ở đây chạy về hỏi vụ vườn rau có 5 gạo nè tía. Thằng Tèo hả? Thằng này cũng nhanh ghê ha. Dạ. Vậy cũng được, thôi kệ nó đi. Chịu khó học hỏi gì cũng được. Đau ngoài. Tôi đã đánh roi nào đâu mà đau. Con đọc sách con đau lòng ở ngoài. Đau lòng? Nghe ngoại hỏi nè. Ban ngày thì chạy xe mệt mỏi, tối về thì lăn đùng ra ngủ. Thời gian đâu mà đọc mấy cái cuốn sách này hả? Nói. Thì mình đọc được lúc nào hay lúc đó ngoại. Đọc sách nhiều tốt lắm ngoại. Nói tới là cãi. Tốt. Đúng, tốt lắm. Vậy bắt đầu từ bữa nay, mỗi ngày con phải đọc hết cho ngoại 1 cuốn sách. Hả? Dạ. Trời Phật ơi, Long thể bất an hay gì đi cà bãi vậy mày? Lấy ly phê đá em gái. Dạ. Bởi gì vậy? Trời ơi, lớn già đầu cùng bị bà ngoại mới đánh vô long thể nè. Xin tiền mua sách nhiều quá vậy không đọc bà đập chứ gì, đúng không? Trời, nhưng mà con nói với ngoại con, đâu phải con không đọc đâu. Để đó từ từ con đọc, con phải tích lũy kiến thức từng chút một. Vậy ngoại không tin. Mày có cuốn sách nào mà nói về trồng sen canh không? Cho tao mượn cuốn rồi, tao về tao nghiên cứu tao trồng coi. Không có. Mấy cuốn sách như dạng đó còn không có. Tao nghe thằng Tám nhà tao đó nói có cuốn sách Đắc Nhân Tâm á, mày có không? Có chứ bộ. Có, còn có, cuốn đó hay dữ lắm luôn nghe chú Hai. Cho tao mượn giờ tao đọc thử rồi, nào giờ chưa đọc cuốn đó. Mượn hả? Ừ. Rồi, không có chứ gì. Nhưng mà ngày xưa á, con có mượn của bạn con đọc, hay dữ lắm luôn chú Hai. Mày đọc rồi hả? Dạ. Giờ mày kể tao nghe thử khúc coi. Rồi, quen quá mà, nổ chi. Vậy chứ bây giờ mày có sách gì? Có à, con đọc nhiều sách lắm, có một cuốn sách hay lắm kìa. Đó. Quỷ thần thiên địa ơi, bởi vì bị đoàn là đúng rồi. Tối ngày nghiên cứu gì gái không mà. Hay lắm đó chú Hai, chúng mày nói đủ thứ chuyện chân vậy. Anh Tèo. Dạ, con chào chú Hai. Anh Tèo, nãy giờ em đang định đi kiếm anh luôn á. Hèn chi, nãy giờ ngồi nói chuyện chú Hai, mình cảm giác như có ai nhớ tới mình. Tim đập pịch luôn á. Má ơi, nổi da gà hết. Nói quá không à. Mà anh Tèo, anh có cuốn sách nào mà dạy trồng rau không? Cho em mượn với. Có. Anh nhiều sách lắm, em muốn cuốn nào là có hết á. Về nhà đi anh kiếm cho. Chú Hai về trước kìa. Dạ, chào chú Hai, em đi trước. Chú Hai. Gì? Trả giùm ly về luôn. Trời Phật ơi. Đi. Trước đi chú Hai. Chú Hai. Gì tao? Vô coi vườn rau của con nè. Đó tao vô. Trời,
rau cũng tốt quá ha. Giờ sách của anh Tèo hết đó chú hai. Nếu như mà con mà cứ bón phân như hôm bữa là thế nào vườn rau của con cũng banh chành hết trơn à. Đó. Nhận Tèo hả? Dạ. Trời đất ơi, Tèo đọc sách cũng giỏi mà thực hành cũng hay quá ha. Nhờ con cho em gạo mượn sách của con chú hai. Vì sách mày cho con gạo mượn hả? Dạ. Vậy mày phải học hỏi gạo nha. Mua sách về là phải đọc, chứ đâu phải mua sách về để trong tủ hả? Rồi ngồi đó ngó. Chú hai, con mua sách về để đó đọc từ từ mà chú. Từ từ là chừng nào? Giờ ta đọc liền đi để không kịp á. Đọc sẵn người ta thuộc lòng nó đi, khi nào cần người ta móc người ta thực hành liền. Chứ không lẽ bây giờ mà người ta cần cái mày về mày móc sách ra mày học hả? Vậy học cái kiểu đó là học dẹt rồi. Vậy mà nói đọc sách để nghiên cứu, làm giàu cho bản thân, làm giàu cho quê hương đất nước. Ôi xời. Anh Tèo, em nghĩ vậy, hay là anh bán lại sách đi. Mấy cuốn sách mà anh không đọc á, anh đi quyên góp cho những nhóm từ thiện cũng được. Thôi, đâu được. Trời, sách anh mới mua mà. Tao thấy gạo nói đúng đó. Cái nào đọc được thì để đọc, còn cái nào đọc không được đó thì bán lại cho người ta, hoặc là cho người ta làm từ thiện đi, người khác mà đọc. Thôi. Đúng rồi đó anh Tèo. Nếu như anh tiếc tiền á, hay là anh bán rẻ thôi lại cũng được nữa. Nhưng mà sách đó là anh mới mua mà em. Sách về tính cất giữ lại, đang để đang học đủ đó, đang làm màu á, đang hù dọ, đang nổ phải không? Dạ. Ủa, đâu rồi ta? Mới hổm thấy ở đây mà. Tèo ơi. Dạ. Đâu mất tiêu rồi. Tèo, sao sách hổm ngoại thấy nhiều lắm mà bữa nay còn ít xịt có mấy cuốn vậy? À, sách con bán hết rồi. Sách nào mới bán lại 50%, còn sách cũ cho ai cần cho hết rồi. Rồi, còn cái cuốn đó đâu rồi? Cuốn gì ngoại? Thì cái cuốn mà sách dạy nấu ăn, có mấy cái món mà lạ lạ sang sang hổm ngoại nói với con ngoại thích đó. À, thôi ngoại đừng kiếm nữa, con bán rồi. Hả? Trời đất ơi, cái cuốn mà người ta cần thì là đem bán. Còn mấy cái thứ này không cần á, để đây làm chi vậy? Con đâu biết ngoại cần cuốn đó đâu. Ngoại đâu à? Vô lấy roi ra quýnh chứ đi đâu. Nữa hả? Trời trời, mua sách cũng bị đánh, giờ bán sách cũng bị đòn nữa. Sao tôi khổ ghê trời. Trời đất ơi, mũi con nào con nấy bằng con gà mái thiệt chứ. Mấy ngày nay mưa liên tục, nó không có đi chơi được. Nó vô nhà mình nó đục mưa, nó cắn chịu không nổi con nè. Bà ơi, lấy tôi chai dầu coi. Nghe rồi. Nè, dầu nè. Mũi quá trời quá đất đây nè. Nhà cửa bà có lại dọn sạch sẽ không? Có, dọn sạch rồi. Mà không biết sao mũi cắn không không? Sao? Bởi vì ông á là nhóm máu ô. Mà nhóm máu ô nó thơm dữ lắm, cho nên mấy mũi nó ghiền, nó thích, cho nên nó bu ông nó cắn. Chứ tôi đâu cắn đâu. À, bà đừng có tào lao đi. Bà mấy cái đám cỏ vòng vòng đây bà có làm không? Để hay là bà để mà nuôi mũi cho nó cắn tôi. Trời ơi, mần ta nói sạch bon hết, không có chỗ nào mà để lu chậu gì để mà nước động đâu. Mà nó mũi là nó mũi thôi. Mũi quá trời quá đất rồi nè. Mà tôi dặn nè, bà lớn tuổi rồi đó, ba công việc nặng nhọc đó, mướn người ta làm, đừng có làm quá sức á. Chà, bữa nay cũng đi quan tâm sức khỏe của vợ dữ hen. Mày yên tâm đi, tôi còn khỏe lắm, không có làm sao đâu. Mấy chuyện đó nhỏ mà, tôi làm cái dèo cái xong liền à, cần gì phải mướn người. Nhưng mà làm gì thì làm, đừng để mũi nó vô cắn vợ chồng mình nha. Nếu nó cắn khách đây đó, ta bỏ ta đi hết. Ê, biết rồi. Con nè.
mắt lên. Chân đó. Nghe má nói nè, hai đứa mới uống thuốc, nằm nghỉ một xíu là nó đỡ, nghe không? Nói nghe nè, má mới pha nước cam, uống miếng ha, uống miếng đi, rồi nó đỡ sốt, rồi đi học đi chơi với mấy bạn, hen. Nước cam má làm ngon lắm, nghe không? Con muốn đâu, con cũng muốn ngon. Thôi mà uống tí xíu thôi, má làm ngon lắm, nghe. Trơn uống đi con. Uống thuốc hổm gài không hết là sao trời? Gì mà mũi dữ vậy? Cái mùa này, cái mùa sinh sản nó sao mà đẻ dữ vậy? Quá trời mũi à. Mũi kiểu này khách cứ nào dám vô quán của tôi nữa. Hai đứa con chậm đã bị sốt xuất huyết rồi đó. Mà hả, không biết là riết rồi giờ không biết làm sao nữa. Ây da, trời ơi, tức mình quá thì thôi, mấy cái con mũi này tức quá đi. Dạ chào chị. Uống nước hả em? Dạ. Ngồi, mời ngồi. Dạ. Dạ, em là cán bộ y tế trên xã. Ủa, vậy hả? Dạ, em được cử xuống đây để phòng chống về cái bệnh sốt xuất huyết của mình đó chị. Ôi trời ơi, đỡ quá vậy ta. Trời ơi, cán bộ cho người xuống đây á, lo cái vụ cho dân sớm là tốt lắm á. Dạ. Chứ mà mũi kiểu này sống sao nổi, bệnh chết luôn á. Dạ đúng rồi. Mũi. Mà em nói chị nghe, cái chỗ của chị nè, quá trời cây luôn mà nó còn kín nữa. Rất là nhiều ổ mũi. Chị làm ơn chị dọn dẹp sạch sẽ giùm em nha. Trời ơi, ngày nào mà tôi không dọn dẹp sạch sẽ. Có vậy chứ tôi là phải sạch sẽ chứ, hỏi chứ mình giờ khách nào dám vô quán tôi. Cái quán nhiễm hồng này là dứt khoát, không bao giờ mà để một cái ổ dịch nào ở đây hết trơn á. Dạ, nếu mà chị nói vậy thì em an tâm rồi. Vậy là vài bữa nữa em cử người xuống đây để phun thuốc cho mình nha. Giờ chị cho em xin tên của chị đi. Tên của chị là Bùi Thị Diễm Hồng. Wow, trời cái tên đẹp quá. Dạ rồi, chị ký tên giùm em nha. Dạ rồi. Rồi, chị đóng cho em 3 triệu tiền phí một năm. Mỗi tháng em sẽ xịt thuốc cho chị một lần. Em nghĩ là chỉ chừng vài tháng thôi thì mình sẽ hết cái ổ dịch này. Nhưng mà trong một năm đó tụi em vẫn sẽ kiểm tra và có trách nhiệm với mình, nên chị cứ yên tâm. Dạ chị... 3 triệu tiền phí lần hả? Dạ đúng rồi chị. Mà cái này là ở trên xã cử em xuống, cho nên là chị mà không đóng á, xã sẽ xuống đây phạt nặng chị. Rồi còn đọc tên lo hả, là chị không đóng tiền cho bao nhiêu người biết nữa. Chị còn đây có 2 triệu à. Hay là để chị đi mượn thêm 1 triệu nữa rồi chị đưa cho cô. Thôi. Nếu mà giờ chỉ có 2 triệu thì chị đưa trước em 2 triệu đi. Rồi bữa sau người ta xuống cái chị đưa em thêm 1 triệu nữa. Được không hả? Dạ được. Dạ đây, để em lấy cho. Dạ. Dạ rồi. Vậy là 2 bữa nữa sẽ có người xuống phun thuốc cho chị. Chậm. Ủa? Hai đứa đi đâu lại cùng lúc nè? Dạ, má em kêu qua đây á, coi hai đứa nhỏ có sao không. Rồi cái nó điện thoại nó gọi em qua luôn, coi thí dụ mà hai đứa nhỏ có sốt quá đưa đi trạm xá liền chị. Gầu ghê vậy đó, hổm gài có ăn uống được gì đâu. Thôi chịu khó chờ một chút, ví dụ có chuyện gì chị nhờ hai đứa ha. Dạ. Ủa, ăn cháo xong chưa con? Đâu, má coi đỡ sốt chưa? Bờ phờ quá. Xin lỗi. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Trơn, đưa cái mặt này mắt coi. Trời ơi, cái mặt đỏ hâu vậy nè. Trời đất ơi, chết rồi. Chết rồi. Hai đứa nhỏ Nó sao chị? Nó phát ban rồi.
của hai đứa con chăm sao bà? Thì nhập viện rồi chứ làm sao? Trời đất ơi, thằng Bãi nó gọi điện về, nó nói bác sĩ lấy máu xét nghiệm rồi. Vậy là sốt xuất huyết luôn đó hả? Chứ còn gì nữa. Tao nói nó sốt 40 độ luôn, nôn mửa quá chừng, tao nói phát ban đầy người luôn á. Hai đứa nhỏ đang vô nước biển. Trời ơi, cái bệnh viện đâu mà toàn là bị sốt xuất huyết không? Trời ơi, tội dữ vậy. Em phải giữ con nhỏ cho cẩn thận, đừng để cho muỗi cắn. Em biết rồi, mà anh cũng đừng có lo. Ông bà ngoại ấy, chăm nó kỹ lắm, mặc áo dài tay rồi xức kem chống muỗi, rồi văn mùng cho con mình ngủ nữa. Ủa mà anh, sao ở trên bệnh viện chị chậm đi, về anh chi rồi lỡ như chị nhờ gì sao? Anh chả, anh có ông Tèo rồi, anh lo cho thằng Cóc nhà mình nên anh chạy về. Thôi để anh chạy qua bên tía má ếch còn nhỏ làm sao. Cái con muỗi mà nó chích vô cái người bị sốt xuất huyết đó, rồi nó qua nó chích bà đó, là bà cũng bị lây nữa đó. Thiệt khổ nghe. Hả, cứ mỗi lần mùa mưa tới vậy á là dịch sốt xuất huyết. Mà thấy thiệt, mỗi lần vậy tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá. Nói với vợ chồng Bảy á, coi chừng thằng nhỏ đó. Có, nói rồi. Cả vợ chồng nó luôn, tối ngủ á mặc áo tay dài rồi vô mùng rồi bỏ xuống tấn cho nó kỹ rồi nghe. Trời ơi, dịch thì mình lo mấy đứa nhỏ, tụi nó lớn rồi mà không lo gì mà cũng nhắc. Trời đất ơi, con mũi này nó chết á, nó đâu có phân biệt lớn nhỏ, chức vụ hay hoặc là tôn giáo gì đâu nghe. Thấy người có máu là nó chết á. Rồi biết rồi, để tôi nói. Bà đó, bà mà chủ quan đó, tới chuẩn bị rồi đừng hối hận nha. Đi đâu hả? Đi vô, nấu ăn. Dạ, chị phải là chủ nhà không chị? Dạ đúng rồi. Mà chị là ai vậy? Sao tự dưng vô nhà của tôi? Dạ, em là cán bộ y tế trên xã, được cử xuống đây để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Vậy hả? Dạ, mời chị ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Dạ, dạ chị uống nước đi chị. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ. Chị, nhà mình có con nhỏ phải không chị? Dạ, em có thằng con 2 tuổi. Vậy rồi, chị cho em xin họ tên luôn nha. À, dạ, em là Nguyễn Thị Nhái. À, còn chồng là Nguyễn Văn Cò. Dạ dạ. Dạ xong rồi. Dạ chị, bây giờ chị cho em xin 3 triệu tiền xịt thuốc chống muỗi. Mỗi một tháng mình sẽ xịt một lần. Mình xịt trong vòng 1 năm mình sẽ hoàn toàn hết muỗi. 3 triệu? Dạ đúng ạ. Ủa là cái gì mà 3 triệu rồi. Thôi chị, chắc em không đóng đâu. Tại vì nhà em có con nhỏ mà, không có xịt ra cái chất độc hại đó được. Chị thông cảm giùm em. Dạ, em hiểu rồi. Chị chờ em chút. Dạ, dạ đây ạ. Dạ. Nếu mà mình không xịt mũi á chị, thì mình đã có thuốc diệt côn trùng. Dạ đây, để em lấy ra cho chị. Tổng cộng là 5 gói. Dạ. Mình sẽ lấy 4 gói, mình treo lên 4 góc giường. Còn 1 gói á, thì mình nhúng mùng, mình phơi khô lên. Lúc đó sẽ hoàn toàn diệt được muỗi và ruồi. À, không sao. Đây, em cho chị coi cái này. Và đây là danh sách nè. Đó. Có cả cô Diễm Hồng nữa. Cô Diễm Hồng đã đóng rồi. Nếu mà bây giờ chị không đóng thì em sẽ lên xã, em báo lại với xã. Xã sẽ xuống đây phạt nặng chị đó. Còn đọc lo cho toàn xã biết nữa. Làm gì mà căng dữ vậy chị? Nhưng mà đóng tiền nhiều vậy, chị phải báo cho tôi trước tôi chuẩn bị chứ. Đâu tự nhiên vô kêu 3 triệu là có liền 3 triệu. Dạ vậy thôi, vậy để em về, để xã xuống phạt chị nha. Chị cũng thông cảm đi, em làm ở trên xã mà. Thôi, để tôi cho tôi coi còn nhiêu tôi đưa cho. Dạ, chị nhanh nhanh nha chị, trời sắp tối rồi.
lục soát hết nhà luôn rồi đó. Mà còn có 800 ngàn. Thôi chị cầm đỡ giùm cho tôi nha. Dạ thôi được rồi. Dạ được rồi chị. Dạ vậy thôi em lấy chị tiếp 800 nha. Coi như là chị thiếu em 2,2 triệu, rồi sao em xuống lấy nữa. Rồi thuốc của chị đây. Dạ rồi em về trước nha chị. Em cảm ơn chị. Để sao em xuống lấy nha. Chị ơi. Trời đất ơi, sao thuốc gì mà không có nhãn hiệu gì hết trơn vậy? Cũng ghi cách sử dụng nữa. Làm gì đi gấp gáp như vậy biết. Anh hai, thấy tức không? Hôm qua có cái cô cán bộ y tế á, xuống đây nói là sẽ cho cán bộ xuống để mà xịt thuốc trừ mũi cho dân. Mà từ sáng đến giờ em dậy sớm, em quét nhà, dọn dẹp, em không dám đi chợ, không dám ăn uống gì hết trơn á. Mà từ sáng đến trưa đến chiều, bây giờ tối sắp giờ đi ngủ mà cũng chưa thấy người nào hết trơn. Cán bộ y tế xuống tới đây thu tiền xịt mũi hả? Dạ đúng. Cô có đóng không? Dạ có. Rồi, bị gạt là cái chắc luôn rồi. Là sao anh? Tôi nói cho cô biết cái thứ nhất đó, là trên xã người ta xuống tới đây nè, người ta xịt mũi cho dân miễn phí, không lấy tiền. Cái thứ hai đó, là con hai nhái giận bãi cò đó, cũng mới bị gạt 800 ngàn đóng tiền xịt mũi á, rồi lên trên xã báo người ta mới về chiều kìa. Không phải, em có ghi phiếu thu đàng hoàng, ký tên đàng hoàng mà. Trời ơi, ba cái phiếu thu đó ngoài chợ nó bán thiếu gì? Chắc lẽ bị lừa thiệt hả anh? Tôi nói thiệt với cô nha, con hai nhái á, nó trẻ lòng non dạ, nó còn nhỏ, nó bị người ta lừa thì tôi không nói. Còn cô á, từng tuổi này rồi mà sao để người ta gạt hoài vậy? Thấy người ta cũng lịch sự đàng hoàng, nói năng đâu ra đó, cho nên em mới tin là thiệt á. Thì lịch sự đó, lịch sự giống như mấy cái thằng bán chim đó, mấy thằng bán mật gấu đó, cũng lịch sự đó. Bởi vì bị gạt hoài là vậy đó. Tôi tin chậm. Con dâu của bà Bảy. Rồi, bây giờ chị ký tên vô đây giùm tôi đi. Chị. Cái gì? 3 triệu á. Lớn dữ lắm chị. Giờ tôi không biết xây tiền đâu ra đưa chị nữa. Thôi bây giờ như vậy, chị vô trong nhà đó chị kiểm tra coi chị còn nhiêu tiền, chị đem ra đây cũng được, không sao hết. Trời đất ơi, nhà tôi á nhìn như ổ sắt vụn vậy đó, đâu có tiền đâu đưa. Tôi nói chị nghe nè, cái nhà chị chính là cái ổ bệnh, bằng chứng là hai đứa con chị đang bị bệnh đó, mà chị còn chần chờ chị không chịu đóng tiền. Hay là chị giờ chị muốn tôi lên trên xã tôi báo trên trển cho xuống đây phạt nặng chị? Thôi trời ơi, đừng báo trên xã, vậy giờ chị phải đóng tiền đi. Ông ơi, ông ơi, chết rồi ông ơi. Ai chết? Cái tôi đi chợ, tôi đi chợ cái tôi thấy cái cô kia của mặt bộ lưu trắng, với lại của xách cái vỏ, mà nhìn cái mặt cổ lạ lắm, tôi nghi quá. Mà nghi gì? Tôi nghi cái cô đó là cái người mà dụ bà con mình mua thuốc xịt mũi á, mua thuốc dởm đó ông. Bà thấy bà đi hướng nào? Đi cái hướng xóm rau, cái hướng nhà ăn chậm á. Hướng nhà ăn chậm hả? Trời ơi, ra tới quá. Nơi rồi nè. Từ từ. Trời đất ơi, kiếm tiền cái. Tiền lẻ vậy hả chị? Cán bộ thông cảm, bị gì á, tiền hôm qua tôi gom, tôi đóng tiền viện phí cho mấy đứa nhỏ con tôi rồi. Cái này là tôi mới vừa đạp trong ống heo ở chổng đó. Nãy nghe cái xẻng không? Nhanh đi chị ơi. Rồi, xong rồi nè. Thôi để đếm phụ cho. Thôi, trời ơi, tôi ghiền đếm tiền lẻ lắm. Đếm lẹ lắm, chờ xíu đi đếm xong à. Chị ơi, tôi còn qua mấy cái hộ khác nữa, chị làm mất thời gian của tôi quá. Trời ơi, chị ơi, chị hối dữ quá, giờ tôi quên tôi đếm được nhiêu tiền rồi nè. 16 ngàn, từ đếm tiếp, không sao, từ từ. Trời ơi, giờ mà còn có mới có 16 ngàn. Này, trời ơi, còn gớm, chết tôi rồi, trời ơi. Chị nhanh lên giùm đi. Trời ơi, chị hối là tôi quên tôi đếm nhiêu, giờ đếm lại từ đầu nè. Ủa? Cán bộ dởm tính đi đâu mà thấy gấp quá vậy? Ủa ý ông là làm sao? Ê, quên tôi rồi hả?
nó lừa gạt nhiều người quá rồi không nhớ. Nó đó anh, nhỏ nè, nhỏ này là nhỏ mà lừa em 3 triệu đó anh. Này này, tôi không có biết chị nha, tự nhiên chị nói tôi lừa quá chị. Không quen á thì lên xã đi rồi sẽ quen. Hết chuyện lừa gạt vợ tôi hả? Đi. Nè mấy người đừng có nói là tôi lừa gạt nha, bằng chứng đâu nói tôi lừa gạt. Đây nè, bằng chứng là cuốn chậm cầm trong tay anh đó, nó mới lừa cầm đó. Bằng chứng đó đó. Ừ. Những cái thứ mà mấy người lừa đảo người ta đó, nó quậy lại nó tố cáo mình đó. Thôi đưa đi lên xã đi, có đồng chí Tèo đang chờ xe ngoài kìa. Dạ, hết chuyện lừa gạt vợ tôi hả? Bây giờ đi không? Phải đợi tôi giết cho. Em đi. Ghen quá, lừa gạt vợ tôi hả? Quá sức. Cảm ơn Cậm nha. Công nhận, nhỏ này câu giờ hay thiệt á. Chuyện sầu ghê. Trời ơi, cảm ơn em làm gì. Em á, là em phải cảm ơn chú Hai đây nè. Không nhờ của chú Hai á, là coi như hôm nay em cũng bị gạt tiền rồi. Dạ, con nghe chú Hai. Có người tự xưng là cán bộ y tế đó, đi vòng vòng ngoài xóm con đó, con có gặp chưa? Tự xưng là cán bộ hả? Nó đi lừa mấy người trong xóm rồi đó. Nó biểu đóng 3 triệu đi, rồi xịt thuốc quanh năm. Nhưng mà không có cái chuyện này đâu nghe. Ở trên xã người ta xịt thuốc miễn phí không à. Chú Điện chú dặn trước con đó, để đề phòng á. Chú Hai nói gì không? Hả? Chú Hai. Bà Đương ở trong nhà con nè. Tìm cách giữ chân bà lại. Tao ra tới liền. Dạ. Dạ. Trương với Chắc ơi, má xin lỗi nghe. Cho má mượn đi. Ít bữa má kiếm tiền má trả lại cho. Nghe. Vậy là bữa nay hai chú cháu xong kiếm hợp bích bắt được tên lừa gạt đó phải không? Nhưng mà em cũng có công nữa đó anh. Công này là của tất cả mọi người. Anh, vậy em có được thưởng giấy khen không? Cái đó tôi không biết à, đó là lên ủy ban mới biết cái đó được. Nói giỡn vậy thôi chứ thưởng gì, mong là lấy được tiền lại là được rồi anh ơi. Trời đất ơi, cái đó hên xui nha. Thường thường bắt được cướp á, với lừa đảo rồi đó, chỉ bắt được người thôi. Còn tiền với tài sản nó tổng tán nó xài hết rồi. Trời ơi, gì không lẽ mất trắng luôn hay sao? Thôi chị ơi, coi như cái tiền đó là mình của đi thay người vậy mà. Coi như tiền đó đóng tiền trường đi, rút kinh nghiệm bài học á. Đóng tiền trường này mắc quá, tức thiệt luôn nha. Con quỷ sứ, chắc phải chạy lên đó, quýnh nó một trận mới hả dạ. Ê, làm cái đó là bậy ngang. Đã mất tiền rồi, đánh nó đó, nó thương ngược trở lại đó. Nó thương ngược cái tội hành hung đó, của nó bắt đền tiền thuốc lần nữa là hai lần á, hai lần tốn tiền á. Thôi không quýnh nữa. Nhưng mà 3 triệu mắc quá, bài học mà đắt thiệt luôn á. Kỳ này chắc phải lên giá cà phê để bù lại mới được. Cái đó bậy à. Bậy à, bị lừa đảo rồi tính móc túi khách hàng không được nghe. Làm gì được rồi đó. Mùa này đó phải canh ba cái lu ba cái khạp nè, ba cái chậu kiển mà không có xài không có trồng vô đó phải không? Dạ. Úp nó xuống hết để nước mưa đọng trong đó đó, nhất là mấy cái trái dừa đó. À, đâu uống nước thì giạt nè, cái mình quăng, chủ yếu quăng vô trong cái đống củi phải không? Dạ. Nước mưa nó dính vô trong đó, lăn quăng ở trong đó đó, bắt đầu nó thành mũi nó cắn phải không? Phải dọn cho nó sạch sẽ. Chẳng biết rồi tiếp. Ủa tiếp. Hả? Má rồi tiếp. Má mày đang quét chuồng heo sao á? Ủa. Bên nhà tiếp xịt thuốc chưa? Xịt hết rồi. Dạ, bên con cũng xịt luôn rồi. Nhà có con nít phải kỹ mấy cái đó nha. Xúc xúc huyết thấy gì nguy hiểm lắm nha con. Dạ. Cẩn thận mới được. Dạ. Quá chừng đó. Chán chưa từng thấy luôn. Trời Phật ơi, khỏi than, dồn cái mặt đã biết ế rồi. Chú quán rồi mặt mày ta phải tươi tắn đồ lên. Làm gì mà mặt mày bí xị, dồn thấy như cái bánh bao chiều gì mà không ế sao được. Sao tươi nổi mà tươi,
anh coi sáng giờ nè, quán em lèo que lèo tèo có mấy móng sao không biết xị được. Đúng rồi, nhớ một bữa giấc này á cũng có khách đồ cũng đông lắm, sao bữa nay không có móng nào hết vậy? Bởi vậy mới nói tại ai á ác nhân thiệt á, đồn em á là cà phê lên giá nên không ai đến ủng hộ em hết trơn. Cô có lên giá không? Đâu có, làm gì có chuyện đó. Không có, vài bữa người ta biết, người ta quậy lên, người ta uống chứ gì. Không được, em phải ra tiệm photocopy, em in một tờ giấy, dán trước cửa quán mới được. Sang quán hả? Chuyện sang quán, bán y giá cũ. Cho em hỏi anh chứ, mất tiền như vậy, rồi quán ế nữa làm sao em sống nổi. Anh hai, coi chừng quán giùm em xíu nha. Trời, đi về ơi. Liền. Ê, tôi lại đây uống cà phê chứ đâu phải là coi chừng quán như cô đâu.